lắm lắm lắm. Thật sự là khi mà trải nghiệm đến với đỉnh Phan Xipang thì cả quân của chúng tôi đều cảm thấy rất là hào hạnh diện. Rồi đây thực sự là một cái trải nghiệm mà mọi người cũng nên thử một lần biết. Và nhất là khi mình còn trẻ nữa, nên là mọi người hãy đi thật nhiều và hãy chọn đây là một điểm dừng chân của mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhiếp ảnh 360 live của Canon Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhiếp ảnh 360 live của Canon Việt Nam. Đây đã là số thứ hai rồi, tuy nhiên có thể có những bạn đã chưa xem số đầu tiên hoặc là chưa biết rõ về chương trình này. Thế thì mình sẽ xin nhắc lại về cái nội dung chính của chương trình. Thì nhiếp ảnh 360 live là một chương trình hoàn toàn mới ở Canon Việt Nam. Với trọng tâm là chúng ta sẽ nói về những thiết bị nhiếp ảnh hoặc là như kiểu là máy ảnh này, ống kính này hoặc là những phụ kiện máy ảnh của Canon. Thì với phong cách được làm theo kiểu talk show nên là mình sẽ có rất nhiều khách mời. Ở số lần trước thì khách mời của mình là bạn Minh Ngọc, là một food stylist. Thì bạn đã có những cái setup chụp ảnh rất là đơn giản và khá là đẹp. Thế thì tuần này sẽ là ai nào? Hãy xem cái clip giới thiệu với khách mời tuần này. Thank you.
Rồi ạ, chúng ta đã có thể nhìn thấy chủ nhân của những bức ảnh mà tuyệt đẹp như vừa rồi đang ngồi ở đây rồi. Thế thì có thể có một vài bạn đã biết anh, nhưng có thể có những bạn là chưa biết anh. Thế thì em muốn là chào khán giả một cái, xong rồi em sẽ đến với cái câu hỏi để mọi người biết anh nhiều hơn. Chào mọi người, chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream trên Canon Việt Nam và cả 50mm Việt Nam. Mình là Trần Tuấn Việt. Không sao đâu anh ạ, để em hỏi em những câu hỏi sâu hơn thì nó sẽ làm rõ ràng hơn. Như mình đã nói, có thể có những người đã biết anh Việt rồi, hoặc là có thể xem qua TV, hoặc là chơi ảnh thì biết anh Việt. Thế nhưng mà có những người có thể là theo dõi Canon Việt Nam thời gian dài có thể chưa biết, thì bây giờ chúng ta sẽ được biết hơn Việt nhiều hơn qua bạn như ảnh 360 Live. Thế thì để làm nhanh cái sự hiểu biết, sự tìm hiểu về con người đang ngồi cùng mình ở ghế nóng và cho anh biết là cái sự nóng của ghế này như thế nào, thế thì em sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tên của anh đầy đủ là Trần Tuấn Việt. Nhiều người hay gọi mình là Tuấn, nhưng mà không phải, mình tên là Trần Tuấn Việt. Dạ. Tên là gọi là Việt, rất là nhiều người gọi là anh Tuấn, nhưng mình là tên là Việt. Dạ. Okay. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình năm nay 36 tuổi. Vẫn rất là trẻ. Anh thích được gọi nickname là gì? Anh gọi ngày thích, xưa thích được gọi thôi. thích được gọi ngày xưa anh nghĩ là anh thích gọi là anh Vịt nhất. Anh Vịt đúng không ạ? Có phải đấy là cái niềm cảm hứng để anh có bức ảnh chăn vịt rất là đẹp không? Cũng một phần đấy. Đúng rồi. Anh có học gì về nhiếp ảnh không? Anh không qua một trường lớp nào về nhiếp ảnh. Anh đến với nhiếp ảnh từ lúc nào? Khoảng mùa hè năm 2007. Chắc là đã 11 năm rồi. 11 năm rồi. Cái bộ máy ảnh đầu tiên của anh? Bộ máy ảnh đầu tiên là hình như là Rebel XTi. Mọi người có thể Rebel XTi là hình như là có thể là KIS X3, KIS X hoặc là Canon 400D. Đúng rồi, Canon 400D, đúng không? Cái thời đấy cũng đúng. Bộ kia hiện tại thì sao? Hiện tại anh dùng 5D Mark 4. Một ống kính 24-70 f/2.8L, một ống kính 70-200 IS2 và một cái ống 50mm. Rồi. 1.8. Okay. Anh vẫn dùng một 50mm mà rất là phổ thông với tất cả những người chụp ảnh. Đúng rồi. Mô tả cái bộ máy ảnh gọi là lý tưởng của anh trong 3 từ. Cái máy ảnh lý tưởng là máy cả bộ máy ảnh, cả bộ luôn. Cả bộ là như kiểu phù hợp với anh nhất ấy, là trong 3 từ anh thấy thế nào là hay nhất? Trong 3 từ hay là 3 cụm từ? 3 cụm từ cũng được, không sao. 3 cụm từ. Anh nghĩ là nhanh, nhẹ và bền. Nhanh, nhẹ và bền. Nghe có vẻ rất là phù hợp với cái phong cách chụp ảnh của anh đúng không ạ? Ok, câu hỏi cuối cùng. Thế thì lần đầu tiên anh lên livestream để nói chuyện về một câu chuyện là trực tiếp và nói chuyện về nhiếp ảnh, anh cảm thấy thế nào? Cũng bình thường thôi. Anh rất may là anh đã qua rất là nhiều cái buổi livestream, cái buổi truyền hình trực tiếp, nên là cũng quen rồi. Yeah. Hồi đầu thì rất là hồi hộp. Nhưng mà bây giờ thì cũng quen rồi. Rất giống em đây là một người thứ hai người livestream với nhân vật lớn. Là hai lần như ảnh 360 Live thì lần nào cũng được mời khách mời. Có thể là như anh Việt thì rất là nổi rồi, nhưng mà lần trước là bạn Ngọc thì cũng là một cái người mà tức là có thể không quá nổi trong cái giới chơi ảnh, nhưng lại rất nổi trong cái cộng đồng về làm food stylist. Nhà toàn đại nhân vật cả. Được rồi, đó là chúng ta sẽ biết về khách mời. Thế thì hôm nay như bạn biết là trọng tâm của như ảnh 360 Live là về các thiết bị. Thế thì trọng tâm của ngày hôm nay đó chính là bọn mình muốn nói đến là giải ống kính máy ảnh 70-200mm. Bởi vì là hôm trước mình liên hệ với anh Việt để mời anh làm khách mời của chương trình này. Thế là hỏi anh đang sử dụng ống kính gì đấy, thì hôm nay anh đang đi du lịch đúng không ạ? Thì anh có nói là anh có dùng 70-200, thế là mình mới bảo là thế là ý tưởng, thế là chúng ta hãy làm về một sản phẩm số về ống kính 70-200. Rồi, hãy một clip giới thiệu về dòng sản phẩm 70-200 này. 70-200mm tiêu cự vàng của nhiếp ảnh chân dung, nhiếp ảnh cưới và thậm chí là nhiếp ảnh thể thao. Cách để người ta lầm tưởng về bạn là một nhiếp ảnh gia nhanh nhất, đó chính là cầm một chiếc 70-200. Với một vẻ ngoài được thiết kế chắc chắn, có khả năng chống chịu lại thời tiết cộng thêm với một màu trắng tinh khôi, đây chính là một chiếc ống kính nhìn từ xa đã thấy ngầu. Có tới 5 lựa chọn trên thị trường với các tùy biến khác nhau như là chống rung hoặc là khẩu độ mở lớn hơn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc ống kính phù hợp với túi tiền của mình. Và bây giờ hãy xem nhiếp ảnh gia chúng ta nói gì về những chiếc ống kính 70-200 này nhé. Ở câu cuối cùng trong video clip này thì em có nói là hãy cùng xem nhiếp ảnh gia của chúng ta nói gì về chiếc ống kính 70-200.
Ở đây thì em đang có 4 chiếc ống kính. Rất là tiếc là thiếu mất cái sản phẩm là 7200 đời 1, 28IS đời 1. Còn đây bọn em có chiếc 7200F4, gọi là chiếc 7200 dành cho những người mà muốn đến với tele đầu tiên, thì là chiếc 7200F4 này. Xong rồi đến chiếc 7200, ấy chết, hình như em nhầm với hai chiếc này với nhau thì phải. Có một chiếc là có IS, một chiếc là không IS. Rồi, còn đây là ống kính 7200 mà xịn nhất. Em sẽ nói qua một chút các ống kính đấy. Thế thì rất muốn hỏi anh, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy những chiếc ống kính này, nhìn thấy được, anh có cảm giác gì? Anh nhìn thấy cái đó, cái ống kính 7200 lần đầu tiên chắc vào khoảng năm 2009, tầm đó. Vâng. 2008 hay là 2009 gì đó, anh không nhớ lắm nữa. Rồi, không sao. Thì bắt đầu anh thấy nó rất là lạ, bởi vì nó có phần đen phần trắng. Nó rất lạ nên là nó rất là nổi bật. Và hồi đấy là mình rất là khao khát có một cái ống kính như thế này, bởi vì nó rất là, một phần nó cũng rất là đẹp. Đúng. Nhìn dễ nhận cái hồi đấy thì là cái hồi phong trào chơi ảnh của trên các cái diễn đàn nhiếp ảnh khá là nổi bật. Thì hầu như là mọi người sử dụng những ống kính về 7200 mà đen trắng này rất là nhiều. Mình cũng ao ước có một cái để cái tâm lý đấy là anh em mình chưa chia sẻ với nhau. Tâm lý của người mới chơi. Cái em chơi ảnh thì sau anh rất nhiều. Em chơi ảnh là năm 2011 bắt đầu chơi. Nhưng mà lúc đấy thì bắt đầu mọi người chơi ảnh bắt đầu rất là rộ lên nhiều hơn rồi. Chắc năm 2007 của anh thì các bạn phải đến tầm khoảng 2009 thì bắt đầu đông người chơi hơn. Đúng rồi. Khoảng 2009 thì những cái diễn đàn nổi tiếng, ví dụ như là Xóm Nhiếp Ảnh, VN Auto, những cái diễn đàn nổi thì nó mới phong trào nó mới lên. Thế thì cái thời điểm đấy đúng không? Khi mình nhìn thấy một chiếc 7200 là kiểu rất là khao khát. Khao khát. Mà như em có thoại ở trong cái video clip vừa rồi đấy là gì? Làm thế nào để mà người ta tưởng lầm bạn là nhiếp ảnh gia nhanh nhất? Đúng rồi. Đấy chính là cầm một chiếc 7200. Đúng rồi. Cầm máy ảnh thì chưa chắc là nhiếp ảnh ra. Mọi người ngày trước có cái phong trào gọi là chụp người mẫu chẳng hạn thì cứ có anh nào mà cầm 7200 dài ống dài là các em thích lắm. Em nghĩ đến bây giờ nó vẫn có phần nào là như vậy, tức là khi mà chúng ta nhìn thấy cái bộ rất là khủng, nhìn rất là hoành tráng thì chúng ta không mặc định thôi, tin tưởng luôn, đấy là một cái sẽ có ra ảnh đẹp. Đúng rồi. Cái chất lượng thì chưa biết như nào, cái kết quả chưa biết như nào, nhưng mà nhìn thôi, về cái hướng nhìn chúng ta rất là thấy rất là đẹp rồi. Là một người mà đến bây giờ bọn em hay gọi vui, tức là trong nhóm của em hay gọi vui anh là chùm nát kèo ở Việt Nam. Thế thì anh thấy cái việc mà sử dụng cái ống kính 7200 này trong công việc của anh là như thế nào? Mà em muốn hỏi là anh hay sử dụng ống kính nào nhất? 7200 ý là 7200. 7200 thì anh sử dụng cái bóng 7200 F2.8L IS2 nhiều nhất, hình như khoảng 4-5 năm nay rồi. 4-5 năm nay rồi. Từ lúc nó mới ra ấy. Chứng tỏ là rất là có lòng tin với 7200. Đấy, thế thì anh thấy nó có phù hợp với cái, tức tại sao anh lại đặt mua cái ống kính đó, hoặc là anh sử dụng cái ống kính đó trong thời gian rất dài như thế? Cái 7200, cái ống tele này là một cái ống rất là đa dụng, nó làm được rất là nhiều việc. Cái giải tiêu cự từ 70 đến 200 nó bao gồm cả 85, cả 100, cả 135, cả đấy đến 200 thì nó làm được rất nhiều việc, từ chụp về đời thường, chụp về chân dung, chụp về thể thao, chụp được rất nhiều thứ, nên là anh đấy là cái ống kính luôn phải có. Cái giải tiêu cự đó là như vậy. Em muốn hỏi tại sao, bởi vì là rất nhiều người thích chơi những ống kính mà gọi là prime fix. Nó có rất nhiều giải tiêu cự và có thể độ mở lớn hơn rất nhiều. Thế thì với những người mà đi săn ảnh, tức là phải đi, em nghĩ anh sẽ di chuyển rất là nhiều. Thế sao anh lại chọn 7200 chứ không phải là những ống kính fix? Cái đấy là bởi vì sự đa dụng của nó thôi. Nó làm được rất nhiều việc. Có những ống kính fix thì nó đổi lại nó có cái khẩu độ lớn, nó có thể là chụp trong điều kiện thiểu sáng tốt hơn, hoặc là nó có thể làm cho chất lượng ảnh nó khá hơn một xíu. Nhưng ma với cái ống kính 7200 là cái ống đa dụng thì nó bao trùm được hết tất cả những cái nhu cầu về ảnh của anh. Ngoài cái ống kính 7200 thì anh thường dùng cái ống 24-70, tức là cái giải tiêu cự từ 24 đến 200 là nó sẽ bao gồm được tất cả về cái giải tiêu cự mà anh thường dùng nhất trong ảnh, trong tất cả những cái thể loại mà anh hay dùng, ví dụ như là ảnh đời thường, ví dụ như là ảnh có một ít về ảnh sân khấu, một ít về ảnh động vật hoang dã, một ít về thể thao. Em đã được biết là anh đã sử dụng cái ống kính 7200 đời 2 nó rất lâu rồi. Em cũng biết cái cảm giác anh nhìn thấy cái chiếc ống kính đấy lần đầu tiên thế nào rồi. Thế vậy em hỏi anh là ống kính đầu tiên, 7200 đầu tiên anh sử dụng là ống kính nào? Và cái cảm giác của việc mà nhìn thấy nó từ xa với cái việc mà cầm với nó rồi thì anh thấy thế nào? Cái ống kính đầu tiên
70-200 đầu tiên của anh là cái ống 70-200 F4 ES. Chắc là cũng phải đến khoảng 2010-2011 gì đấy thì anh mới có điều kiện là sử dụng cái ống kính đấy. Cái cảm giác đầu tiên là nó cho ra là một cái tiêu cự rất là cho ra những cái bức ảnh rất là tốt. Cái giải tiêu cự đấy nó bao trùm cho mình được rất là nhiều cái hình ảnh mà mình có thể thu vào được. Thì lúc mà được cầm trên tay thì nó cảm giác nó rất là sướng. Hồi đấy rất là sướng. Lúc mà mong muốn, anh là một người, anh em mình là người khá là đam mê về công nghệ. Mình thích những cái gì nó kiểu high tech một tí. Thì hồi đấy cái ống kính đấy là một trong những cái mà anh rất là ao ước. Và khi mà có được rồi thì rất là sử dụng rất là thường xuyên. Đó. Thì mình rất là tâm đắc về ống kính đấy. Em nghĩ là cái tâm sự của những người mà, tức là em nghĩ là không chỉ là chơi ảnh mà là còn một chút phải tức là về công nghệ nữa. Đúng rồi. Thì khi mà nhìn thấy những sản phẩm công nghệ, mình luôn luôn có một cảm giác rất là khác. Đúng rồi. Ok, nói về công nghệ rất nhiều, nhưng mà có lẽ là chúng ta phải chuyển sang cái thể loại gì đấy mềm hơn cho khán giả xem. Em rất muốn anh cho khán giả xem những bức ảnh chụp 70-200 của anh được không ạ? Được. Thế thì hôm nay mình có chuẩn bị ở đây một vài bức ảnh. Anh có thể nhớ được tất cả những thời gian mà anh chụp những bức ảnh này không? Nhớ được hết chứ. Rồi, tất cả. Thì em muốn là anh giúp em cho em xem là theo mốc thời gian được không ạ? Được. À chết rồi, hình như đây đang mốc thời gian rồi. Được rồi, bây giờ phải đố anh Viện một tí. Bức ảnh đầu tiên chụp 70-200. Cho mình xin màn hình iPad được không ạ? Để em xin em. Được chưa hả gì? Rồi. Trong tất cả những cái bức ảnh này thì ảnh chụp bằng 70-200 đầu tiên là chỉ nhớ khó đấy. Là cái ảnh này. Ảnh này là tháng 12 năm 2015. Tháng 12 năm 2015. Đây là tức là một cái bức ảnh mà mọi người có thể, nếu mọi người quan tâm đến Việt thì có thể là để ý là cuối năm 2015 là Việt bắt đầu chú tâm hơn để nhiếp ảnh. Có phải là thời điểm đầu tiên anh đánh phá Nát Ghe không ạ? Đúng rồi. Đến ngày đầu tiên anh có một cái ảnh được lựa chọn vào top ảnh đẹp trong ngày là ngày Giáng sinh năm 2015. Đấy anh rất nhớ đúng không ạ? Đấy là rất là một cái dấu mốc mà anh rất nhớ. Đúng rồi. Có phải ảnh này không? Không phải. Không đây, phải ảnh này. Đây là ảnh này có được lên Nát Ghe không? ảnh này anh không up Nát Ghe. Em muốn hỏi một chút, em muốn hỏi quay lại ảnh đấy một chút được không ạ? Hỏi một chút. Cái ảnh này là anh chụp ở đâu ạ? Ảnh này ở làng Thủ Sĩ ở tỉnh Hưng Yên. Tức là trong trường hợp này lúc này anh đã bắt đầu là người đi săn ảnh rồi hay là anh đang là trong một cái chuyến đi chơi nào đó thôi? Lúc này là anh đã đi săn ảnh rồi. Cái này là anh đi cùng với một nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh của Huế. Của Huế? Ra Hà Nội. Thì đây là cái bức ảnh mà chụp bằng ống máy ảnh 5D Mark 3 và ống kính 70-200 f/2.8 L/ES2. Nó cũng rất là hợp lý với thời điểm đó. Đấy là cái ống. Rồi. Thế trong những bức ảnh đây em muốn hỏi là bức ảnh nào anh cảm thấy ưng ý nhất, tức là đắc ý nhất cho anh về cái ống kính 70-200 này? Tức là anh tạo là anh cảm thấy bức ảnh đó làm như là kiểu như là vì nhờ có bức ảnh 70-200 đó mà anh có bức ảnh đấy. Nếu mà trong tất cả bức ảnh này thì anh nghĩ là bức ảnh này. À vâng, đây mình rất may xin về cam toàn một chút. Đấy là ở đây có bức ảnh của anh ấy luôn, được in ra luôn đàng hoàng rất là đẹp. Ở đây, đây mọi người có thể nhìn thấy bức ảnh của anh Việt. Thì hôm nay là các admin của các fanpage là cũng phải suy nghĩ xem là in ảnh nào bây giờ. Thế thì rất may là sau khi chọn bức ảnh này ra thì nó đã, mình nhìn thấy đây là thực sự là một bức ảnh rất là đẹp rồi. Em ban đầu còn không biết được là anh chụp 70-200. Nếu mà ở với cái khoảng cách này và một cái cự ly thế này thì nếu mà không sử dụng 70-200 thì anh cũng thể chụp cận được như thế này. Mà người sẽ rất là bé và như thế là như thế bố cục nó hơi loãng. Dạ, tại thì... vì em khi em nhìn cái này thì góc nó khá là rộng. Em ban đầu thôi, cảm giác nó khá là rộng. Nhưng mà cái cột điện nó rất là cao và toàn thợ điện này thì ở rất là xa. Dạ. Thế nên là phải sử dụng ống kính 70-200 thì mới bắt được sát lại như thế. Dạ. Cho mình xin lại khoảng màn hình iPad để mọi người có thể nhìn rõ cái bức ảnh này. Đấy. Cái bức ảnh em nhìn qua ban đầu, ôi, hình như là nhìn qua nó ban đầu thôi. Em nhìn lướt qua, sao chim mấy cái này à? Thì không phải, nhưng mà cuối cùng nhìn lại hóa ra là người treo luôn. Đây là một trong những bức ảnh khá công phu của anh. Thì anh mất khoảng đến lần thứ 5, mất 6 lần đi chụp cái này. Thì đến lần thứ 5 anh mới bắt được cái toàn thợ như thế này.
Đấy là những cái lần trước ấy, chỉ có 1 người, 2 người, 3 người. Thì đến lần thứ 5 thì họ mới đủ là 6 người, bởi vì là hai top thợ họ gộp là 1 ở hai cái đường. Thì cái bức ảnh này chụp trong một ngày khá là mù. Và ống kính vẫn là 70-200f 2.8L PS2. Nhờ cái trời này mà nó kiểu nó tạo cái cảm giác là đúng rồi. Nhờ thế mà nó minimalism, tức là kiểu đơn giản. Đúng rồi. Em muốn hỏi một tí, lần đầu tiên anh đến anh đã sử dụng cái 70-200 ngay chưa? Lần đầu tiên là anh sử dụng 70-200 ngay. Tức là anh tính ngay từ đầu rồi. Đúng rồi, bởi vì là anh áng được chừng là nó sẽ phải sử dụng ống kính nào. Bởi vì nếu mà ai mà trải nghiệm thường xuyên về cái tiêu cự mà hay sử dụng ấy thì sẽ biết được luôn là cái ống nào là phù hợp với cả ở trong một khoảng cách như thế nào đến chủ thể. Thì rất là nhiều về chụp đường dây điện thì rất nhiều người chụp, nhưng mà kiểu góc độ mà thể hiện bằng chính giữa cân bằng như thế này và tối giản, dùng phương pháp tối giản thì hình như là cái cũng rất là hiếm. Đây là anh nghĩ là một trong những cái đầu tiên mà khi mà upload lên National Geographic ấy, thì họ đánh giá rất là cao. Em hỏi một tí nữa, đấy là làm thế nào anh biết được tức là người sẽ đông dần lên? Cái đấy thì nếu mà em đi chụp ảnh đời thường thì em sẽ hiểu. Cái đấy chỉ là giao tiếp thôi, nghệ thuật giao tiếp. Tức là mình sẽ phải giao tiếp. Mình sẽ phải giao tiếp. Ví dụ như là anh lúc mà có những cái lần đầu đến ấy thì có những cái góc rất là xa mà mình hỏi người ta không thể hỏi được. Lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng thế, đến lần thứ tư anh mới gặp được là những cái người thợ ở dưới để mình hỏi luôn là đến bao giờ thì là có khoảng đông người hơn làm thì đến, và anh xin luôn số điện thoại của người đấy. Đấy chỉ là cái phương pháp về giao tiếp thôi. Thì bảo cũng rất là đơn giản, bao giờ bọn anh làm đông đông thì nhờ anh gọi cho em một câu, em chạy ra em chụp xin kiểu ảnh, đơn giản. Tại vì em nghĩ thế này, cấu trên khi mà nói chuyện với 70-200 đúng không ạ, người ta luôn nghĩ đến một cái ống kính mà có thể zoom được rất già, rất xa, và có thể là sẽ chẳng cần giao tiếp gì lắm, đúng không ạ? Đúng rồi. Khi nghe 70-200 thường là nghĩ là chúng ta sẽ chẳng cần phải giao tiếp gì với cái người đấy cả. Nếu mà chụp đời thường thì có những người chụp đời thường đúng, bằng cách là lấy 70-200 bắn trộn vào trong, đúng không ạ? Đúng. Đúng như thế. Thế nên anh khi mà cái câu chuyện mà anh nói ra em thấy đấy khá là thú vị, tức là chuyện là nhiếp ảnh về cơ bản để mà chúng ta có những bức ảnh mà đẹp thì vẫn cần một cái sự giao tiếp nào đấy. Đúng bất rồi. Kể là chúng ta dùng ống kính tele rõ là zoom rất là xa như thế này. Đúng rồi. Đấy thì em thấy đấy em câu chuyện rất là thú vị. Có rất nhiều trường phái ảnh, có nhiều người thì ví dụ anh đường phố thì có nhiều người trường phái là không cần suy nghĩ gì, don't think just shoot, ví dụ thế, không cần nghĩ mà chỉ cần chụp thôi, thì nó cũng cho ra những khoảnh khắc rất là lạ, rất là hay. Còn có những cái khoảnh khắc thì mình cũng phải là nghiên cứu, mình cũng phải giao tiếp để mà làm sao để đón được những khoảnh khắc như thế này. Thì anh đến lần thứ 5 thì anh mới có những cái bức ảnh như thế này để nó ưng ý. Đấy là khi mà em hay nghe, tức là em cũng hay nói chuyện với các bạn là về cái cách mà chúng ta chụp ảnh đường phố, thì em theo phong cách là em hay vào gần nhiều hơn. Em thích vào gần nhiều hơn. Thế thì có những bạn là bảo là tôi sợ vào gần tôi sẽ mất cái khoảnh khắc đó. Thế là tôi sẽ ưu tiên là lấy một cái ống tele bắn từ xa vào. Thế nên là người ta nghĩ là anh không nhớ có một nhiếp ảnh gia huyền thoại nào đấy nói một câu là ảnh bạn chưa đủ tốt bởi vì bạn chưa đủ gần. Yeah. Anh không nhớ là ai nữa. Hình như nếu em nhớ không nhầm là Harry. Henry. Đúng rồi. Thì mỗi người một phong cách, mỗi người một quan điểm về nhiếp ảnh. Nói chung là mình tôn trọng tất cả những quan điểm đấy. Mỗi người cái quan trọng là cái sản phẩm cuối cùng nó như thế nào, nó truyền tải được thông điệp gì. Đấy, chỉ thế thôi. Không, bởi vì là em cũng muốn nói là tức là khi mà người ta hay nói 70-200 là một cái ống kính nó rất là xa, rất xa. Và không nghĩ cần phải nhiều giao tiếp, nhưng mà đúng là thông qua câu chuyện của em nghĩ là đấy là một cái để mà nói cho nhiều người biết hơn. Là chúng ta hoàn toàn có thể là với 70-200 chúng ta vẫn cần để giao tiếp để ra được những bức ảnh mà đẹp. Thế thì cái bức ảnh vừa rồi em nghĩ là khán giả có thể nhìn thấy đấy, bức ảnh rất là đẹp để mà demo rồi cho tới cái chuyện là 70-200 và giao tiếp thì sẽ ra như thế nào. Có những cái nữa trong ảnh, ví dụ như là ở góc độ như thế này thì với một cái ống kính tele tầm trung thì nó sẽ ví dụ 24-70 này không với tới được. Cái này nó ở vào khoảng tiêu cự khoảng 130mm thì chỉ có 70-200 mới được. 24-70 thì mọi người sẽ rất là nhỏ và sẽ không capture lại được tất cả những cái cảm xúc của từng người. Ví dụ mặt sẽ không rõ hơn để mọi người để có thể hình dung được. Đấy cũng là một trong những cái ảnh được đánh giá rất cao trên National Geographic. Em muốn hỏi một chút, đây là khoảng cách anh đứng chụp cái bức ảnh đấy thì có xa không?
Khoảng cách khá xa, nghĩa là từ cái người đầu tiên này đến cái chỗ anh đứng nó vào khoảng hơn 10 mét. Và anh đứng cao khoảng 6 đến 8 mét gì đấy, tầm đấy. Nghĩa là ở cái chùa thì đây là sân chùa và anh đứng ở trên tầng 2 của chùa chụp xuống. Vẫn là câu chuyện về lựa chọn ống kính. Tại sao anh lại lựa chọn là tức là lấy 7200 lúc đó chứ không phải em nhìn đây là rất nhiều cái các bạn Phật tử đúng không ạ? Hay là bạn xem về đạo thì em nghĩ là với những cái khung cảnh này bình thường đa phần mọi người sẽ hay nghĩ đến chuyện là sử dụng ống kính góc rộng để cố gắng thu nhiều chi tiết vào hơn một chút. Thế thì anh có thử không? Hay là anh suy nghĩ về 7200 ngay? Cái chụp hoa đăng này thì rất nhiều người chụp rồi. Yeah. Rất nhiều người chụp và thử rất nhiều ống kính và cho rất nhiều hiệu ứng rất là hay. Ví dụ như có thể là nhiều người chụp bằng mắt cá. Nhiều người chụp bằng mắt cá thì để lấy được cả khung cảnh từ đằng sau lại, cả bức tượng Phật chẳng hạn. Thì với mỗi bức ảnh thì anh đều mong muốn là có một cái góc nhìn khác. Và rất là may mắn là từ hôm đấy, cái hôm mà đi chụp này rất là nhiều người nhưng mà chỉ có anh có góc chụp này. Tức là mọi người chỉ tập trung vào những cái phải nói là hơi lối mòn một xíu. Vâng. Nghĩa là mọi người đã xem những cái ảnh về lễ hoa đăng rồi và mọi người hay chụp theo kiểu đấy. Dạ. Ví dụ như là chụp từ đằng sau lại, chụp bằng ống fish eye, rồi chụp flycam từ trên xuống rất là nhiều. Nhưng mà mọi người lại không có một ai mà có cái góc chụp mà từ trước thế này để lấy được rất nhiều biểu cảm. Em thấy đấy là một cái góc nhìn rất là hay. Em nghĩ là đấy là điểm đặc biệt của anh Việt. Đến thời điểm này tức là nhìn ảnh của anh Việt, em nói thẳng là em nhìn ảnh, em cũng hay đi xem ảnh. Em biết là có những bức ảnh mà tức là trông có thể sẽ hơi giống một tí nhưng mà lại khác. Tức là kiểu như là có câu nói tiếng Anh đúng không ạ? Same same but different. Kiểu đúng như rồi. Là nó hơi khác một chút. Đúng nhưng rồi. Mà cái điểm khác đấy chính làm cho mình nó nổi bật hơn trong. Bởi vì nếu mà hay xem ảnh trên cộng đồng ảnh của Việt Nam hoặc là trên thế giới, chúng ta rất nhìn thấy rất nhiều bức ảnh. Nó các chủ đề, em nghĩ là chủ đề có thể là sẽ không mới, có những chủ đề không mới. Đúng rồi. Có những cách thể hiện gần giống như vậy. Đúng nhưng rồi. Cách thể hiện của mình đến bây giờ em thấy anh Việt là hơi khác một chút để tạo thành cái nổi bật của mình. Nhiếp ảnh thì đến bây giờ là 170 mấy năm, 178 năm hay sao nhỉ? 170 mấy năm đấy thì việc trùng ý tưởng và trùng đề tài mình không thể tránh được. Được. Không thể tránh được. Có những thứ mình tưởng là mình chụp nó rất là độc đáo nhưng mà người ta đã làm trước rồi. Đặc biệt là thế giới họ đã đi trước mình rất là xa. Thế nên là mình cũng bằng một cái chủ đề đấy, bằng một cái đối tượng đấy nhưng mà mình có cái góc nhìn khác hơn một xíu. Hoặc là thu được khoảnh khắc, hoặc là có cái gì đấy nổi bật hơn, có cái gì khác biệt đi. Thì cái đấy mới là cái tôi của mình. Em hỏi một chút, trong các thể loại anh chụp, anh có những thể loại, anh hay chụp những thể loại nào nhất? Anh hay chụp ảnh đời thường. Có thể loại nào khác đâu ạ? Anh chỉ hai loại thôi, một là đời thường, hai là fine art. Hai là fine art, rồi. Thế thì với anh thì thể loại nào phù hợp với 7200 hơn? Với anh, cá nhân anh. Anh nghĩ là về 7200 thì về mọi người thường là sử dụng rất là phong phú. Anh cũng rất là nhiều bởi vì anh là một cái contributor của Getty Images thì anh vẫn cứ chụp stock. Thì anh chụp rất là nhiều thể loại. Nhưng mà những cái thể loại mà anh chơi mà chủ trọng mà đăng tải lên ấy thì mọi người chỉ biết về ảnh đời thường và vâng, thôi. Thế còn anh chụp rất là nhiều thể loại, ảnh phong cảnh có, ảnh chân dung có. Rất là nhiều thể loại khác. Đấy. Thậm chí thể thao cũng có. Đấy. Thì anh nghĩ là 7200 này nó không chuyên biệt về một thể loại nào cả. Mà nó là một cái ống kính đa dụng, mọi người dùng gì cũng được. Có thể là mọi người thấy chụp ảnh cưới cũng dùng. Anh cưới dùng chân dung rồi đặc tả rồi tất cả các mọi thứ. Anh cũng dùng chân dung, ví dụ như là ảnh về anh chụp anh Phan Anh chẳng hạn. Đấy. Đây là một ảnh của anh Phan Anh đúng không ạ? Sao bên này iPad đấy ạ? Rồi, đây là bức ảnh anh chụp anh MC Phan Anh. Đây là trong chương trình nào đấy ạ? Đây là một bài bài phỏng vấn E Magazine ở báo điện tử Soha. Thì họ nhờ anh làm nhiếp ảnh gia để chụp ảnh. Đấy là một thể loại ảnh báo chí thôi nhưng mà mình chụp chân dung. Thì nếu mà không có 7200 ấy, nếu không có cái tiêu cự đấy thì mình sẽ không áp sát được, không cận cảnh được những cái biểu cảm gương mặt của anh Văn Anh. Mà nếu mà mình dùng ống tầm trung thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự chú ý của nhân vật. Thì anh Phan Anh thậm chí anh không biết anh lúc đấy anh chụp lúc nào. Anh đang nói chuyện với bạn phóng viên và anh cứ thế chụp thôi. Thì những cái góc chụp, ví dụ anh Phan Anh đang trải lòng và đang khóc chẳng hạn. Đúng rồi, anh em thật là lúc đấy em nhìn qua thì em chưa nhìn thấy đấy. Rõ là anh đang khóc. Rồi, thì anh mắt rất là
đấy, biểu cảm, thậm chí là anh cười. Thì mình cười nhưng mà lúc này đang cười trong nước mắt đấy. Ồ thế ạ. Em nghĩ là những bức ảnh thì nó như kiểu là nó phải đúng là thông, tức là chúng ta nói về cỡ cảnh đúng không ạ? Anh học em được biết là anh học về kiến trúc thì anh cũng biết nghiên cứu rất nhiều các thứ về bố cục, về cỡ cảnh. Đúng không? Nó sẽ nói chuyện là khi mà nói về cỡ cảnh thì cỡ cảnh cận nó sẽ tạo ra một cái cảm giác, tức là nói nhiều về cảm xúc hơn. Đúng rồi. Thì đúng là khi những bức ảnh này, đây là bức ảnh cỡ trung hơn, nhưng mà đấy anh khi mà zoom vào thì cái đúng rồi. Nhiều hơn. Họ đây ví dụ những cái ảnh này là anh chụp khá là cận lại. Cận cảnh. Khá là cận lại. Anh cũng có chụp những cái bức cận cảnh luôn về đôi mắt của anh ấy. Hoặc là những cái biểu cảm bằng tay của anh lúc mà anh giao tiếp, đặc tả. Thì nếu mà không có ống kính 70-200 thì mình rất là khó. Rất là khó. Bởi vì nếu không là họ sẽ mất đi cái vẻ tự nhiên. Đúng. Nếu mà mình zoom vào, mình đứng xa mình zoom vào thì có thể là sẽ rất là tự nhiên cái biểu cảm, những cái mọi người có thể gọi là thần thái ấy, rất là tự nhiên. Chứ còn nếu mà không sẽ làm phân tâm nhân vật mình và cái biểu cảm này nó không em còn không còn sắc nữa. Đấy thì vẫn câu chuyện là 70-200 như kiểu anh nói cái trường hợp này em thấy luôn, chúng ta nói hai trường hợp của 70-200 rồi. Như anh nói là phải giao tiếp đúng không ạ? Trường hợp này thì là mình lại phải trộn một tí thì nó mới ra được cái mình mong muốn. Thì đấy cũng là một trong những cái mà mình nghĩ là để chúng ta hiểu rõ về 70-200. Tới 70-200 thì nó không hẳn là chỉ có bắn trộn. Thứ hai là nó không chỉ có là phải đứng vào giao tiếp như anh Việt, chúng ta kết hợp được với nhau một cách rất là nhuần nhuyễn thì nó sẽ rất là khác. Ok, đó là về bên ngoài những cái ứng dụng khi sử dụng. Nhưng em cũng rất muốn quan tâm một trong những cái yếu tố quan tâm khi nói chuyện đến chất lượng ảnh, đúng không? Khi mua một ống kính người ta hay nói chất lượng ảnh, đúng rồi. Tại sao lại ở 70-200 chứ không phải là những ống kính fix? Không nói đến chất gia dụng, anh nghĩ thế nào về 70-200 và những ống kính fix? Nếu mà so về chất lượng thì anh vẫn ống kính 70-200, ống kính zoom ấy, dạ. Dòng luxury và ống kính prime, ống kính fix. Dòng luxury thì nó chỉ vào khoảng, ống kính fix được 10 điểm thì ống kính zoom được khoảng 8,5 điểm. Tức là bởi vì em cũng hiểu là anh cũng dùng 70-200 đời 2 này thì cũng khá là xịn rồi. Đúng rồi. Chính xác. Em cũng muốn nói là bởi vì là khi mà về ống kính đời 70-200 thì anh nghĩa là nếu mà xét về chất lượng hình ảnh thì mình như thế với mình là đã rất ok rồi. Mình thậm chí mình còn cho 9.5 điểm. À vâng, đối với anh là còn 9.5 điểm chứ. Đối với anh vừa rồi là khách quan thôi đúng không ạ? Đấy là khách quan. Dạ. Đấy là nếu trong một trường hợp cụ thể thì mình cái ống chuyên dụng, ví dụ như 85mm chẳng hạn, hoặc 50mm chẳng hạn. Trong một trường hợp cụ thể thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là 8 ống kính 85 thì nó sẽ trong giải tiêu cự của 70-200 ấy, ống kính 85, ống kính 100, ống kính 135 nó sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ đặc tả. Nhiệm vụ chi tiết của cái tiêu cự đấy. Đấy, chứ còn cái này thì nó lại bao trùm được cả như thế mà. và mọi người sẽ khó mà đánh đổi được là cái sự tiện dụng của ống kính đấy. Tại vì khi mà nghĩ đến cái chuyện là em là người khi thỉnh thoảng đi du lịch thì em nghĩ là đầu tiên mà em nghĩ đến là em hay chọn một cái góc rộng và một kính fix để kiểu chiến những cái lần buổi đêm nhiều hơn, tức là từ đại thiếu sáng. Nên là ít khi nghĩ đến chuyện 70-200. Bởi vì em nghĩ là cái chuyện là mang đi mang lại nó cũng hơi khó. Nhưng mà đúng là khi mà chúng ta biết thừa là 70-200 chất lượng, nếu mà những ống kính cao này không nói gì. Nhưng mà với những ống kính mà ví dụ anh F4IS thời đấy, em rất tò mò là thời đấy anh F4IS thì anh có đang sử dụng ống kính fix nào đó không? Tức là ống kính 70-200 F4IS đúng không? Hình như hồi đấy anh cũng không, anh zoom là chủ yếu. Anh rất là thích ống kính zoom đúng không? Anh rất là thích ống kính zoom bởi vì nó làm cho mình được, nó rất là tiện lợi. Ví dụ như anh đi chụp phong cảnh nâng cao chẳng hạn, nếu mà không có tele thì mình sẽ không vời được những cái nhân vật, ví dụ như là họ đang cày ruộng rất là xa, mình không thể vời được đến như thế. Và còn nếu mà đối tượng, nếu cái object nó quá bé thì nó không nổi bật được lên trong cả một cái khuôn hình thì nó phải có cái tele nó mới vời được đến và nó cho ra được cái khuôn hình mà mình mong muốn. Ngoài vấn đề là về tiện dụng, anh có thấy có hiệu ứng nào về 70-200 mà chất lượng hình ảnh, về hiệu ứng của hình ảnh nào của 70-200 mà anh thích không? Hiệu ứng ví dụ như là về khả năng xóa phông này, khả năng làm tách biệt chủ thể các thứ ra này. Anh nghĩ là xóa phông 70-200 là một cái nếu khi nhắc đến 70-200 là người ta em biết là người ta hay chụp cưới ở 70-200. Bởi vì sao? Là bởi vì tiện là một, thứ hai là xóa phông tốt là đúng hai rồi. Và nếu mà 70-200 f/2.8 LIS2 của anh ấy thì nó rất là nét, nó rất là nét, về độ nét nó rất là tốt, nó một trong
anh nhớ không nhầm thì Ken Rockwell đánh giá nó là một trong là cái ống kính tele sắc nét nhất trong các cái giải 70-200. Trong cái giải 70-200. Đúng rồi. Vì thật ra thì như anh Việt nói thì nếu ai chưa biết Ken Rockwell trong gì thì nó là một cái trang để đánh giá về các cái thiết bị nhiếp ảnh nói chung, trong này có những ống kính thì là cũng so sánh rất nhiều hãng. Được biết là 70-200 em cũng được trải nghiệm 70-200 rồi. Thế thì ngoại trừ đi, em nghĩ là ngoại trừ anh đã sử dụng những ống kính nào nhỉ? 70-200 nào? 70-200F 4L ES 1 và 70-200F 2.8L ESI. Tức là không các cái dòng anh có sử dụng qua những cái kia nhưng mà thời gian không lâu. Dạ. Không đủ lâu để mà mình ấy. Anh đã sử dụng qua cả 2.8L đời 1 rồi. Bởi vì là như thế này, em đây là em thấy đến từ cái góc nhìn của những người chơi ảnh ngày xưa, tức là nếu chúng ta mua được một kính ưng ý không nói gì. Bởi vì tức là kiểu với những người chơi ảnh thì luôn luôn có một cái gọi là cái thói quen thích thử qua rất nhiều đồ, thử xong lại có khi lại mua và chụp thử. Đúng rồi. Đấy là cái một trong những cái bệnh của những người chơi máy ảnh khá là nhiều. Thế thì em hồi trước là em có chơi ống kính là 70-200 2.8 nhưng mà không IS. Em rất muốn hỏi anh về chuyện là IS đấy. Cái IS đối với anh như thế nào? Chống rung ấy, IS là ý tưởng chống rung. IS tức là Image Stabilization gì đấy đúng không? Vâng. Là chống rung là bộ ổn định quang học, ổn định ống kính nó giúp để chống rung. Thì với cái ống kính 70-200 của anh thì khi mà có 2.8L ES2 anh mua ngay cái ống đấy, anh đổi ngay. Và từ lúc đấy đến giờ anh chưa bao giờ chụp mà không tắt IS cả. Chỉ có một vài lần chỉ là chụp phơi thôi thì anh sẽ tắt IS. Yeah, một vài lần dùng tele nhưng mà phơi. Còn lại là nó rất là tốt, ví dụ như là có những cái ảnh trong điều kiện thiếu sáng, ví dụ như là sao bình thường không có pass. Ví dụ như là cho mình xin màn hình iPad được không ạ? À vâng, đây có sẵn. Phé lại hả? Anh vẫn bấm vào screen rồi bấm lại. Được rồi. Rồi, chúng ta xem lại. Ví dụ như anh cũng rất là đam mê về ảnh sân khấu với ảnh ballet. Dạ, em xin phép. Được chưa? Rồi, đúng không? Anh rất là hay chụp về ảnh sân khấu, ví dụ là cái bộ môn ballet cũng là mình một bộ môn múa là một trong những bộ môn mà anh hay chụp nhất. Thì ở trong cái sân khấu múa ấy thì ảnh sáng rất là yếu. Đúng, chính xác. Ảnh sáng rất là yếu và nếu có mở đây là những cái ảnh chụp bằng trong sân khấu này là toàn phải mở mắc khẩu. Đúng, tức là toàn 2.8 và cũng phải bật IS, nếu không có là mình rất là dễ bị hỏng. Có một tí gọi là IS có là một số cái gọi là một chút đảm bảo. Đúng rồi, rất là đảm bảo. Anh rất là tin tưởng vào cái chế độ chống rung của cái ống kính này. Nên là anh thường xuyên từ lúc mua đến giờ anh hình hầu như là chỉ có khoảng 2-3 lần gì đấy là anh tắt đi để anh phơi thôi. Còn lại là chế độ IS, một là mình chọn mode 1 hoặc là mode 2 thôi. Dạ, chỉ thế thôi. Em rất muốn hỏi câu này bởi vì như em được biết là ống kính Canon nếu có thêm IS là thêm một số tiền. Đúng rồi. Nó cũng không nhỏ. Đúng nó rồi. Cũng không nhỏ. Thế thì theo anh sẽ đánh đổi cái đấy, anh sẽ đánh đổi thế nào về chuyện bây giờ so sánh chuyện một chút kinh tế và một chút cái tính năng. Đến bây giờ sau khi anh trải nghiệm IS rồi. Anh sẽ đánh đổi tiền ngay chứ. Mình chơi ảnh nếu mà đi chụp được về nhưng mà cảm thấy ảnh nó thấy bị ảnh bị hỏng chẳng hạn bởi vì là nó không có chống rung chẳng hạn. rất là khó chịu. Mình ảnh vẫn là trên hết. Mình vẫn có thể là nó cũng không tranh nhau quá bao nhiêu cả. Nếu mà mọi người đã chơi đến cái ống gọi là luxury rồi thì dạ. thì thêm ít tiền nữa không phải là vấn đề. Tại vì như thế này, em cũng có tham khảo giá qua một số thứ một tí thôi. Ừ. Đấy là ví dụ như là ống kính 70-200 f/2.8L nếu mà hình như là không IS với 70-200 f/4L ES là gần giá như nhau. Ừ. Thế thì với anh sẽ đánh đổi khẩu và IS. Đúng không? Khẩu và không IS. Khẩu và không IS. Anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ là hai cái nó là khá là tương đồng. Cái topic về đánh đổi này mọi người cãi nhau ở Mỹ. Cãi nhau nhiều đấy. Cãi nhau khá là nhiều. Và mọi người thường là đa số là chọn mua 2.8. Em cũng thấy hay thấy thế. Bởi vì mọi người sẽ ưu tiên về cái độ xóa phông rồi này nọ khi mà sử dụng cái ống kính đó. Và nếu mà với cái khẩu độ như thế mình có thể là
mình có thể là có cái tốc độ nó tốt hơn một tí trong điều kiện thiếu sáng. Là anh thì sao? Là anh cũng chọn 2.8. À đấy. Thay vì là chọn F4 mà có IS. Dạ. Mặc dù là anh đã được sử dụng F4 IS. Anh đã từng sử dụng như thế rồi và cuối cùng là có anh ấy thôi, anh chọn. Tức là anh chọn lên cái mức cao hơn thì thôi không phải nghĩ nhiều đúng không ạ? Tức là thay vì chúng ta phải nghĩ giữa 2.8 có IS hay không thì chúng ta mua luôn 2.8 IS. Đúng rồi. Hơi tốn kém một chút nhưng mà được cái là ưng ý. Ví dụ như là một cái ảnh mà anh tắt IS đi để chụp chụp múa chẳng hạn thì nó cho ra cái hiệu ứng nhoe nhoe rất là hay. Còn cái này thì em thấy là đây là một trong những cái em, bởi vì ống kính 70-100 thì chúng ta đều biết là khi mà dùng ống kính 70-200 thế lúc em nói vui vui là để lầm tưởng hay như vậy ra thì cũng mua ống kính 200 nhưng cũng đúng, em cũng đúng, thấy rất nhiều người để mà chụp được tức là khi mua 70-200 họ cũng có một cái kiến thức chụp ảnh nhất định rồi. Và đấy, như anh em thấy bức ảnh này rất là hay là anh tận dụng cái vấn đề là tắt IS theo cái phương án của anh vừa tắt IS lại vừa sử dụng hạ cái tốc độ xuống để cho ra được cái hiệu ứng nó chuyển động là khá là mềm của một cái đoàn vũ công như này ở trong rạp nhà hát lớn Hà Nội. Đấy, quên mất có một cái mục này mà rất nhiều người muốn tham khảo. Đấy là với 70-200 em nhớ là rất nhiều người dùng monopod hoặc là thậm chí là tripod. Với anh thì sao? Tay có tin tưởng vào tay của mình không? Nếu mà dùng ở trong chụp sân khấu như thế này thì anh luôn phải mount nó vào tripod. Tripod được. Vào tripod. Còn nếu mà đi chụp bình thường ấy thì anh sẽ dùng tay bình thường, tay không cần monopod hay tripod gì cả. Rồi. Nếu mà trong một buổi chụp chẳng hạn, một buổi chụp thì nếu mà mình chụp 70-200 liên tục thì cũng mỏi đấy. cũng rất là mỏi, nhưng mà đến cuối buổi thì hơi mỏi thôi, nhưng mà về cái độ chống rung lúc đấy thì nó mới phát huy hiệu quả. Chính xác. Lúc đấy. Mình khỏe thì không sao đâu. Đúng rồi. Lúc mà yếu đi một tí rồi thì em có thể là ví dụ như là anh đi chụp ở đồi cát bay ở Bình Thuận chẳng hạn. Mình có ảnh đấy không nhỉ? Ở đây có cái ảnh demo luôn. Đây, chụp đồi cát bay này thì hôm đấy là một buổi chụp từ vào khoảng 8 giờ đến khoảng 11 giờ trưa, mà ở cái nắng của miền Trung ở tỉnh Bình Thuận thì nó rất là kinh khủng. Thì đến lúc cuối buổi thì mọi người là giã hết cả tay rồi. Cũng rất là may là cái ống kính có IS của mình nó hỗ trợ mình một phần nào. Để ra bức ảnh luôn hay là trước đấy nó nghĩa có rồi. Phải hỏi. Đây là lúc chụp còn sướng hay là đây là lúc chụp là cũng đuối rồi đấy. Đuối rồi. Không thì em cũng biết qua cái đồi, những cái đồi cát là thường là nói chung là khi mà đến cái chỗ này thường là rất là nắng, rất là nóng. Đúng rồi. Mình leo được lên cái mỏm chỏm đồi khác. Đấy để ấy thì rất là mệt. Xong rồi cầm một cái ba lô khoảng hồi đấy cái ba lô của anh khoảng 10-20 cân. Xong rồi cả ống kính và sao là cả người sắt ảnh hay có tripod mang theo nữa. Đúng rồi, cả tripod, cả filter, cả bộ filter nữa, rất là mệt, rất là nặng. Thì đến cuối buổi là mình rất là mệt rồi, di chuyển rất nhiều rồi mất nước rồi các kiểu. Thì nói chung là với cái ống kính của anh 70-200 F2.8L2 IS2 thì đến hiện tại thì anh vẫn là rất là hài lòng. Và không có gì phải không có gì, mà nếu có ba ra nữa thì anh cũng sẽ đổi ba luôn. Em mới nghe được thông tin thôi, em nghe thông tin là nghe nói là sắp có. Anh mới chuẩn bị là vừa okay. Nghe nói thôi. Thế là em, bởi vì em hay hóng hớt các thông tin trên mạng thì nghe bảo sắp có. Anh thấy là về ống kính này nó chụp được rất là khá đấy, ví dụ như là anh những cái hình ảnh của anh ở trong đây chẳng hạn với cái xin lại màn hình iPad đấy ạ. Cho anh xin màn hình iPad, ví dụ như cái này nó có lắp, đây là siêu trăng ở Đông Châu. Thì anh còn lắp cả cái teleconverter nhân 2 nữa. Bật IS, bật chống rung và xuống một khẩu đúng không ạ? Số 1 khẩu số F4. Nhưng mà nó vẫn rất là ổn. Vâng. Về cái chất lượng ảnh. Đẹp chứ, em nhìn đẹp. Đây là ảnh phong cảnh. Đấy, tức là 70-200 cũng chụp được ảnh phong cảnh. Hôm trước là có rất nhiều bạn thắc mắc là bởi vì là cái nhiếp ảnh 360 này hồi trước đấy nó có một cái số là lấy 50 và cân cả thế giới, là chụp các cả thể loại luôn. Thì rất nhiều bạn là bảo là 50 không chụp được đâu. Ống kính nào cũng chụp được tất cả thể loại. Ống kính có những nhiếp ảnh gia, ví dụ như là nếu mà em quan tâm về ảnh chân dung chẳng hạn. Dạ. Ảnh chân dung thì mọi người sẽ thường là hay dùng từ 50, đúng. 85, 100, 135 ví dụ đúng, thế. Chính xác. Nhưng mà có một quái kiệt ví dụ là Lee Jeffrey chẳng hạn. Lee Jeffrey. Thì ông ấy dùng ống kính 24 để chụp chân dung. Chuyên chụp 24 luôn. Chuyên chụp 24, chuyên chụp fix 24 và 85. Thì 24 là ông dùng nhiều nhất và ông nên là ống kính gì cũng có thể là chụp được nhiều thể loại. Vâng. 24 mọi người có thể là mọi người chỉ bảo là chụp về nội thất hoặc là chụp về phong cảnh.
chụp về những cái mà trường cảnh, ví dụ rộng lớn, yeah. Đấy, về phong cảnh. Nhưng mà đấy, 24 người ta vẫn cứ chụp chân dung bình thường. Cái chính là mình dùng cái ống kính nào nó cảm thấy phù hợp và cho hiệu ứng như thế nào thôi. Đấy, chứ không phải là 70-200 lại không chụp được những cái khác. Yeah. Đấy. Em hiểu, bởi vì thật ra rất nhiều người cứ nói chuyện là tôi chỉ mua ống kính này là để phục vụ một số mục đích thôi. Cũng có những người như thế. Ví dụ 70-200 nếu mà em đi chụp về sắp tới là mua nước đổ chẳng hạn. Thì nếu mà không có 70-200 em đứng ở trên bờ em sẽ không chụp được hết xuống ruộng, mà em chỉ chụp được đại cảnh rộng, rất là rộng và ấy thôi, chứ không đặc tả được những cái thửa ruộng, ví dụ thế. Bởi vì là mình đứng từ trên xa xuống thì mình phải dùng tele thì mới ấy được, đấy là ảnh phong cảnh. Đấy, nếu không có 70-200 thì có thể sẽ mua 5DSR để còn cố vào nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là... Xem màn hình iPad vậy ạ? Dạ. Ví dụ như là ảnh này là ảnh hoa lá chẳng hạn. Hoa gì đấy ạ? Hoa sen. Em không giỏi về hoa, anh không cả. Hoa sen. Quốc hoa mà. Hoa sen thì... Mãi em mới nhìn thấy cái đấy kia. Đây, hoa sen thì cái này cũng phải là 70-200 để chụp sát được nó lại như thế này. Đấy, chụp hoa cũng được mà chụp... Đấy, về chụp đời thường ở trên biển thực tế. Em chụp lại trên biển này đúng là 70-200 rồi. 70-200 và ngược sáng thì cái 70-200 f/2.8L2 của anh nó lên khá là chi tiết, khá là tốt. Đẹp, em nhìn thấy rất là ổn. Đây là ảnh sân khấu. Đây một ảnh cậu bé này đang chơi đua ở Mộc Châu. Đúng rồi. Phải nói đến khả năng bắt nét. Rất là nét. Một trong những yếu tố mà em nghĩ là cái 70-200 nó đang làm rất tốt để khả năng bắt nét chuẩn, chính xác. Đấy. Nó khá là ổn, em thấy khá là ổn. Đấy, rất là nét. Rất là nhanh, cậu chơi rất là nhanh mà mọi người không phản ứng kịp. Mọi người đến lúc mà anh phát hiện là cậu bé này hình như ở Lòng Luông hay sao? Thì giơ lên chụp là khả năng bắt nét về cái ống kính này rất là tốt rồi. Tất nhiên là phải có một cái máy ảnh rất là tốt nữa. Không, em cũng thấy hiểu, bởi vì là rất nhiều người hay đổi fix với zoom, nhưng mà zoom luôn hay có một cái lợi thế. Đấy là thường là các ống kính zoom gần đây của Canon là bắt nét rất là nhanh. Đúng rồi. Được bắt nét rất nhanh hơn rất nhiều so với ống kính fix. Đúng rồi. Ví dụ như là ông này chụp chân dung chẳng hạn, anh hay chụp kiểu chân dung kiểu như thế này. Cái chân dung rất là ấy của một cậu bé ở trông có vẻ giống trông ở Hà Giang. Hà Giang đúng không ạ? Rất nhiều bức ảnh đẹp. Đấy, đây là tất cả những bức ảnh của anh mà hôm nay anh định giới thiệu đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mọi người muốn biết thêm về anh Việt thì hoàn toàn có thể lên search Trần Tấn Việt thêm để biết thêm ảnh. Rồi, bây giờ thì vừa rồi là chúng ta nói về chất lượng ảnh rồi, chúng ta nói về bên ngoài rồi. Em rất muốn hỏi anh là với anh thì anh nghĩ là cái ống kính này nó sẽ phù hợp với những người như thế nào? Người theo đuổi thể loại như thế nào và... Mọi người có thể sử dụng ống này để chụp chân dung. Chân dung là một cái thể loại mà chắc là ai cũng nghĩ đến đúng không? Ai cũng nghĩ đến lũ đầu tiên về chụp, bởi vì nó xóa phông rất tốt, nó tiêu cự rất là tốt, nó độ nét rất là tốt. Ống kính này cũng có thể chụp phong cảnh, có thể chụp rất là nhiều thể loại, ví dụ như hoa lá, ví dụ như là như vừa rồi, ví dụ như là chụp về thể thao, chụp về động vật hoang dã cũng được. Nó hơi thiếu một tí, hơi thiếu tiêu cự một tí, nhưng mà động vật hoang dã thì nó phải xa hơn một tí, xa hơn nhưng mà cũng được. Rồi nói chung là rất nhiều thể loại mà có thể chụp như thế này, ví dụ như chụp food cũng có thể chụp được. Đúng rồi, em quên mất, đúng rồi, em có một cái, em rất hay follow một cái bạn trên 500 pix, bạn chụp food toàn 70-200 luôn. Tức là một cái phong cách rất là đặc biệt, em nhìn vào exit lần nào cũng là 70-200. Tức là họ có một cái phong cách rất là đặc biệt, tức là riêng của họ sử dụng cái ống kính này. Em xem cả một channel hình thoảng lắm ống kính. Rồi như anh thì chụp đời thường cũng cái này rất là tốt. Chụp đường phố nếu nhiều người, với tùy người, có phong cách nhiều người thì lại thích chụp cận chẳng hạn. Rất là tốt. Chụp sân khấu rất là nhiều thể loại mình có thể chụp được. 2.8 thì nói chung là đấy, những cái thể loại mà phổ biến nhất thì cái ống kính này có thể là cover được hết. Nên là nó là một trong những ống kính mà anh nghĩ là phổ biến hàng đầu ở Việt Nam mình. Em nghĩ hỏi anh Việt câu vừa rồi là hơi sai, bởi vì anh chụp nhiều thể loại quá nên là anh sắc ghét là rất nhiều thể loại. Anh gợi ý với các bạn nhiều thể loại thế là các bạn nghe và thế hình như hết các thể loại của nhiếp ảnh rồi thì phải. Nhưng mà em nghe qua phong cảnh có rồi, chân dung có rồi, đời thường có rồi. Đúng rồi, hầu như nó em hiểu, tức là nó sẽ có nó sẽ không chú trọng vào một cái thể loại nào cụ thể cả, ai cũng thấy nó có thể là hợp với mình. Người có thể chụp cưới cũng thể hợp, người chụp chơi cũng thể hợp, người chụp ví dụ chân dung hoặc là người chụp đấy, tất cả những cái thể loại mà anh đã nêu ấy.
Yeah. Nó đấy có thể phù hợp cả. Đấy, như gặp như là anh Việt là có phải hỏi những câu hỏi ví dụ như là mua ống này tôi chụp cái này có được không? Kiểu gì cũng được. Được. Đó câu hỏi, nói chung là nó rất là nhiều người hỏi là ví dụ như anh thấy là ở những cái sân chơi mà anh hay chơi ví dụ National Geographic ấy, mọi người cứ bảo là cứ nghĩ là phải là máy ảnh ghê gớm gì đâu ấy. Nhưng mà anh từng chụp bằng Canon M6 và Canon M5 đều có thể được chọn lên, đẹp lên. Trong này. Rồi. Nó không phải là tùy thuộc vào máy, cũng không phải tùy thuộc vào ống kính, mà tùy thuộc là người chụp muốn chụp cái gì. Trước tiên là mình phải là làm chủ thiết bị. Mình phải biết là cái tiêu cự nào, muốn biết là cái máy ảnh nào phù hợp với mình, nó sẽ làm được những cái gì, sau đấy sử dụng nó thế nào. Và cái quan trọng nhất là cho ra được là cái những cái hình ảnh nó có mang cái nội dung gì thì thế thôi. Đấy chính là lời anh Việt FCC tóm gọn lại, đấy là bạn có thể mua 7200 cho bất cứ việc gì, quan trọng là bạn phải biết trước là cái hiệu ứng của nó thì thế nào. Đúng rồi. Để mà khi mua ra thì sẽ không bị bất ngờ quá. Đúng rồi. Bởi vì ngày trước thì như vào ngày xưa em bắt đầu mua thì em cứ nghĩ là em cứ nhìn ảnh trên mạng thấy đẹp em bảo thôi mua về chơi thử. Đúng rồi. Em nghĩ đấy là một trong những cái mọi người thường hay như thế, họ hay xem một bức ảnh xong rồi nhìn exif. Hồi đầu tiên là hay như thế, và nhìn cái khẩu độ, tốc độ, và cái quan trọng là nhìn ống kính gì. Đúng rồi, ống kính gì, máy gì, hỏi ống kính gì, máy gì, đúng không? Đúng rồi. Bác ơi, bác chụp bằng máy gì, bác chụp bằng ống kính gì đấy chẳng hạn. Mọi người rất bị hỏi thế. Rất là hay hỏi như thế. Cái quan trọng là nếu mà có thiết bị tốt rồi thì không nói gì, nhưng mà cái quan trọng là thiết bị nào phù hợp với mình. Chính phù xác. Hợp bằng khả năng của mình, phù hợp bằng khả năng về cả tài chính của mình nữa. Đấy là cái máy ảnh tốt nhất cho mình. Để thông qua cái livestream của Nhiếp ảnh 360 lần số 2 này thì trong phần thảo luận chúng ta đều nghe được là có rất nhiều thể loại phù hợp. Tuy nhiên là bạn cũng chắc là nên đi thử trước một chút trước khi mua về, không thì sẽ hơi bỡ ngỡ, bởi vì là em nhìn thấy thì em chụp 7200 rồi, em thấy là nó rất hợp với thể loại em thích là sân khấu. Em thích chụp sân khấu một ca nhạc thì em thấy ok, rất là hợp rồi. Đúng rồi. Thế nhưng mà với một số bạn mà đi chụp xong bạn cảm giác là tôi thích chụp góc rộng của cái sân khấu đấy hơn. Có rất nhiều người thích là dùng cái góc rất là ngoan để chụp một cái sân khấu, thì đấy khi cầm 7200 sẽ là thấy nó hơi chật cho cái phong cách của bạn ý. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ phải thử trước. Đến bây giờ lời khuyên là sẽ phải mua và thử trước, nghe stream của anh Việt là để biết là có thể chụp nhiều thể loại thôi, nhưng mà vẫn phải thử trước. Đừng gọi là nói chung là nghe anh bảo phong cảnh mà mua về chụp phong cảnh ngay là hơi khó đấy. Phong cảnh thì mọi người sẽ chuyên về góc rộng, vâng, chuyên về đại cảnh, chuyên về rộng, bởi vì phong cảnh thì mọi người thích là nó thoáng, nó rộng, nó để chứ không phải là đặc tả. Còn 7200 thì nó mang tính đặc tả nhiều hơn. Dạ. Thì hoặc là những cái chủ thể xa thì mình cũng phải 7200. Dạ. Chứ còn về ống kính góc rộng khác thì có thể là nó không đáp ứng được. Dạ. Ok. Đấy là trong phần thảo luận của chúng ta, thì chúng ta biết rất nhiều về 7200 rồi. Thế thì sắp tới, bây giờ chuẩn bị tới đây thì mình sẽ đến một cái phần gọi là như lần trước các bạn biết là gặp Full Stylist Minh Ngọc để biết là chụp thử rồi. Nhưng mà mình đã biến cái phần chụp thử này thành một cái phần gọi là chia sẻ, gọi là chiêu bài của những khách mời. Thế thì hôm nay mình mới nói chuyện trước anh Việt là anh có thể thử chia sẻ cái kinh nghiệm mà hậu kỳ ảnh của anh với cái mọi người không. Thế thì mình đã nói trước rồi, thì bây giờ phần tiếp theo sẽ là phần mà anh Việt gọi là trổ tài hậu kỳ với mọi người một chút. Đúng không? Thế thì nhưng mà trước khi đến với phần đấy, thế thì mình sẽ quên mất lỗi các em mình nhắc ra. Đấy là chúng ta sẽ có một câu hỏi mà đố vui trúng thưởng mà từ thông tin cái câu hỏi đấy là từ anh Việt mà ra. Thế thì mình sẽ muốn nói cái hỏi, cho mình hiện câu hỏi được không ạ? Rồi, câu hỏi ngày hôm nay là theo như ảnh gia Trần Tuấn Việt ưa thích thì anh ưa thích chụp sử dụng ống kính 7200 vào thể loại nào nhất? Đúng không ạ? Thì có A là thể thao, B là đời thường, C là ảnh sân khấu và D là ảnh chân dung. Thì đây là thể loại nào mà anh ý ưa thích nhất khi chụp 7200 được không ạ? Đấy, thì câu hỏi là như vậy. Thể loại, mình sẽ nhắc lại là thể loại ảnh nào mà như ảnh gia Trần Tuấn Việt ưa thích nhất khi sử dụng ống kính 7200? A là thể thao, B là đời thường, C là ảnh sân khấu và D là ảnh chân dung. Mình xin nhắc lại là các thể loại này anh đều chụp hết rồi. Bây giờ phải chọn ra cái thể loại nào anh thích nhất, thì lúc nãy mình đã cậy ra cái miệng anh ra này để anh nói ra cái thông tin này rồi. Làm thế nào để bạn đoạt giải thôi. Về giải thưởng thì ở đây thì mình sẽ nói lại về giải thưởng. Rất nhiều người hỏi giải thưởng này rồi. À đây, xin được cận vào cái giải thưởng này một chút. Đầu tiên là một túi máy ảnh của Harry Bond dành cho những cái bạn mà thích dùng cái, đặc biệt là nếu bạn nào dùng máy ảnh mirrorless sẽ rất là phù hợp. Lúc ấy mình hỏi anh Việt rồi, M5 của anh nhét vừa cái này, thoải mái đi. Đấy, đấy là máy ảnh mirrorless. Tiếp theo là một cái dây đeo nhiếp ảnh bản gọi là 100 triệu
của Canon. Nếu bình thường các bạn hay dùng dây đeo Canon là màu đen đúng không ạ? Dây đen này, dây đeo này màu đỏ nhưng mà rất là chất. Có gì thì các bạn hỏi các bạn đoạt giải số trước để biết thêm chi tiết. Lần trước này có ba bạn đoạt giải rồi. Và tiếp theo là một cái máy một cái áo. Đây ạ, mình xin phép. Một cái áo. Rất nhiều người hỏi áo này vì cái slogan rất là đẹp, đấy là Shoot Me If You Can. Tức là cái slogan nghe là rất là giống một bộ phim nhưng mà nó cũng khá là chất khi đeo ra đường. Thì đại loại là đấy, người chiến thắng trả lời câu hỏi kia theo một cách may mắn nhất. Tí nữa anh Việt là người chọn nhé, anh Việt chọn người chính hãng đấy. Thì là anh cứ chọn ai tên đẹp nhất hay là avatar đẹp nhất thì okay, anh chọn ra giải thôi. Okay. Thì có 3 người thắng giải và 3 người đều được một bộ phần phẩm như thế này. Okay. Gồm một túi máy ảnh, một dây đeo máy ảnh và một áo, được không ạ? Đấy, phần quà từ Canon Việt Nam. Ok, mình đã thời đến đây đã. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần hậu kỳ được không ạ? Xin admin cho cái laptop ra cái. Còn hậu kỳ này thì em thường rất thì mong. Thường thì hậu kỳ thì anh hậu kỳ khá là ít. Anh hậu kỳ khá ít nên là anh cũng không theo có bạn. không có chiêu trò gì lắm về hậu kỳ. Anh cũng từng chơi về cũng từng chơi manipulation. Cũng từng chơi rồi, cũng dùng Photoshop rất nhiều và cũng khá thành thạo. Anh dùng Photoshop từ năm 2001. Em cũng không lạ lắm bởi vì là đi từ những dân kiến trúc và thứ rồi, thì anh, thì chắc là không lạ. Anh bắt đầu vào học đại học thì anh dùng Photoshop từ năm 2001 đến nay là 17 năm rồi. Anh dùng khá là thành thạo với Photoshop nhưng mà nếu mà sử dụng ảnh thì anh cái thể loại của anh rất là ít về can thiệp quá sâu về hình ảnh. Tất cả đều ở một chừng mực nào đấy rất là nhỏ. Em muốn hỏi là với anh thì với anh thì anh thấy là cái phần hậu kỳ của anh nó chiếm khoảng 30% ảnh của anh. Mọi người thì hay bảo là hậu kỳ là bước sáng tác thứ hai, nó dạ, cũng quan trọng, nó được quan trọng đến 50% của bức ảnh. Nhưng mà cái với thể loại của cái ảnh anh hay chụp ấy, với sự hậu kỳ thì nó chỉ chiếm được khoảng 5-10% thôi. 10%. Cho là 10% đi. 10% là hơi cao rồi. Bởi vì anh chỉ crop rất là ít. Đầu tiên là crop rồi điều chỉnh một chút về sáng, một chút về sáng tối, một chút về màu sắc, chỉ vậy thôi. Rồi. Em nghĩ là đây có chúng ta sẽ thay vì gọi là nghe thì chúng ta sẽ nhìn luôn được không ạ? Okay. Đây thì em có hai bức ảnh của anh rồi, đúng không? Ảnh của anh thì anh biết rồi. Thế thì xin màn hình về để anh lên Lightroom, anh bật Lightroom cho xem để xem mọi người biết. Mặc dù không phải máy của anh nhưng mà hy vọng anh cũng rất nhiều các vấn đề gì. Em đã import cái này vào chưa? Hình như là chưa, em nghĩ là chưa. Ở desktop đúng không? Desktop đúng không? Đúng. Desktop đây, anh Việt ok đây đúng không? Rồi. Anh import cái này vào. Rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái bức ảnh là trông khá là mây trời. Anh chủ ở đâu đấy ạ? Cái này là anh vừa đi cùng đoàn quay phim với VTV6 dạ, chụp ở Âu Quý Hồ. Rồi, ở một địa điểm ở Việt Nam thôi. Nên là mọi người yên tâm. Cho anh nhớ về cái chuột đúng không ạ? Con chuột đấy ạ. Anh nó hơi khó một chút không? Có vấn đề gì không ạ? Hoặc là mình dùng pet được không? Rồi, chuột nó không ăn lắm đúng không? Chuột không ăn lắm nhưng mà không vấn đề gì đâu. Ok. Rồi, chúng ta sẽ biết được đây là, chúng ta nhìn thấy rồi, ảnh đây là Canon 5D Mark 4 và 16-35, không liên quan lắm đến 7200 nhưng không sao. Đây là một cái bức ảnh mà anh chụp thiên về lấy vùng sáng. Thì mình phải can thiệp vào vùng tối để kéo lại. Ví dụ như là ở trong Lightroom chẳng hạn thì mình có thể là sử dụng cái filter này để tạo cái phần vùng filter đúng không? Filter kéo lên để kéo vùng lên. Để kéo vùng tối lên. Để cho gọi là rộng đường mọi người đều biết tại sao lý do tại sao anh lại chọn cái phần mà chọn chụp vùng sáng mà không phải là giữ vùng tối. Vì thường thì nếu mà chụp ảnh cháy sáng thì nó sẽ khó cứu vùng sáng hơn. Cái chi tiết vùng cháy ấy thì nó sẽ khó để lấy lại hơn. Nó sẽ cháy mất, nó không còn nữa. Còn vùng tối thì nó thường là cái máy ảnh với cái dynamic range của hiện tại ấy thì nó thường là nó sẽ lưu giữ được cái chi tiết vùng tối nó tốt hơn. Và nếu mà vùng tối nó không chênh quá khoảng 4-5 khẩu thì vẫn cứ cứu được chi tiết rất là tốt. Rồi, một câu hỏi nữa là tại sao anh không chụp HDR? Cái này anh không, nếu bình thường nếu mà chụp phong cảnh thì anh sẽ dùng, nếu mà ở cái mức độ chênh sáng thế này thì anh sẽ dùng filter. À filter, rồi. Dùng filter để cân lại ánh sáng bởi vì ở đây nó chênh vào khoảng 3 khẩu.
Thì cái vùng sáng và vùng tối mình sử dụng một cái filter ví dụ như là GND ấy, thì nó sẽ cân lại được vùng sáng và nó ánh sáng rất là chuẩn. Nhưng mà ở đây là anh chụp lúc đấy là rất là vội. Lúc đấy rất là vội. Đoàn làm phim và lúc đấy là cũng không thao tác gì nhiều về và không có cái thiết bị hỗ trợ. Không có filter, không có gì hết. Thì mình chụp nhanh một cái như thế này để một phần là cho biết là sức mạnh của 5D Mark 4 ở cái vùng thế này. Nếu anh chưa biết GND là filter gì thì nó là một cái filter mà có khả năng là gọi là thay đổi cái độ sáng từ nó xuống một chút. Ví dụ như là xoay ở phía trên tối thì ở dưới nó sẽ sáng hơn một chút. Thì đây là một cái filter nó khá là lợi hại cho những người mà chụp ảnh phong cảnh. Đặc biệt là chụp trời mây thì rất là cần. Ví dụ như mình sẽ cân lại cái vùng này. Rồi. Tăng contrast một tí. Có cái độ tướng phản. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là cũng các chưa có chiêu nào mà khủng lắm đâu. Những cái này là có hết đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản. Kéo những cái chiêu đơn giản thôi. Đúng rồi. Chưa đến chiêu khủng khiếp. Anh thì không có gì chiêu gì khủng khiếp cả, anh chỉ có tăng sáng, tăng tối, tăng tướng phản. Dạ. Một xíu hết. Cái đầu tiên thì mình thường làm là crop, nhưng mà cái ảnh này thì không gì để crop. Đã rất là ổn rồi. Thì mình chỉ nếu mà chụp phong cảnh thì mình đặt lại cái profile cho nó chuẩn thôi. Đặt lại profile à rồi. Profile lens. Chết rồi, anh này chưa làm profile. profile lens đúng không ạ? Lens ở trong cái phần lens correction này. Camera calibration. Đây là camera nhưng mà cái phần lens correction có gì đâu. Đây. Profile đây. Mình sẽ enable nó lên thì nó sẽ ra nó khá là chuẩn. Ôi đây, bây giờ em nhìn thấy sáng bừng lên chi tiết rồi đúng không ạ? Đấy. Nếu mà không enable profile thì nó sẽ bị tối góc chẳng hạn. Có này, đúng không ạ? Nhìn trông nó khác hẳn luôn. Lúc đó là tối góc mà. Lúc đó em nhìn cảm giác là phần dưới hoàn toàn không có chi tiết gì, gần như không chi tiết gì. Nhưng mà thì sau khi enable xong thì mọi thứ nó khác rồi. Mình sẽ tăng sáng, ví dụ như là có thể là mình tạo dùng những filter khác, ví dụ như vùng sáng vùng tối mình cất lại chẳng hạn. Dạ. Đấy, mình có thể tạo thêm nhiều cái vì đây là một chiêu bắt đầu khó hơn một tí. Đấy, tạo mọi người dùng cộng sáng một tí về phần này. Hơi một xíu thôi, bởi vì phần này phần tối để cân lại. Đấy, tức là tại sao phần giữ tăng một xíu thôi là bởi vì là để cho bức ảnh nó trông nó vẫn còn là tự nhiên. Đúng rồi, nó không bị bệt ảo quá là lúc đã chỗ nào cũng sáng bừng lên đúng không ạ? Đấy, mình có thể là cũng tạo một cái filter radiant filter đấy. Phải nhìn đấy. Bắt đầu đến những chiêu khó hơn rồi. Đấy, invert nó lại để đấy, bắt đầu mọi người bắt đầu phải nhìn qua mấy chiêu này. Chiêu này nó gọi là khó hơn một tí, quan trọng là mình hiểu nó đang làm gì. Tại sao nhỉ? Anh có thể giải thích tại sao nhỉ làm cái việc gọi là tạo cái vùng này không ạ? Cái vùng này là vùng gần mặt trời để mình tạo ra để cho mình cứu lại cái vùng ánh sáng xung quanh cái mặt trời. Dạ. để lấy lại cái chi tiết vùng đấy. Đấy. Anh chỉnh xong thì sẽ xem một cái bước before and after thì tình huống như thế nào. Đấy. Mình có thể là sử dụng cái công cụ dehaze của dehaze trong effect. Bạn này có. Đấy, có. Rất là may ở đây. Cái dehaze ôi. Rồi, không thể làm mây. Nó màn hình của máy tình nó hơi nhoe. Dạ, em cũng hơi anh cũng không nhìn rõ. anh cũng nhìn rõ lắm. Đây là cái mây che qua đúng không? Dạ. Anh cũng không nhìn rõ lắm nhưng mà thế này ok rồi. Đấy, về cơ bản là cái dehaze là một cái công cụ trong Lightroom giúp cho việc bạn xử lý được cái phần mờ, tức là phần hơi đục của ảnh trông nó rõ ràng hơn một chút. Và xóa xương đấy. Đúng rồi, xóa xương, xóa xương mù đấy, haze là xương mù. Nhưng mà cũng không nên là nói chung tất cả những cái này mình không nên lạm dụng nó quá. Không nên lạm dụng quá. Ở ví dụ những sân chơi quốc tế chẳng hạn thì nếu mà bạn hậu kỳ quá nhiều, thường người ta sẽ cho phép hậu kỳ nhưng mà hậu kỳ quá nhiều cũng không được chấp nhận. Nó khác với cái ảnh thực tế. Là không được chấp nhận. Đây có thể là anh sẽ export ra chẳng hạn. Thì đây là bức ảnh before after thì chúng ta sẽ xem thử anh bấm hai chữ ra, anh bấm ở dưới cũng ra được. Phím tắt. Y à đúng không? Đó ở hiện anh bấm hai chữ Y em không nhớ phím tắt. Em cũng khai là người không giỏi nhớ. Tích Y đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đó không phải là cái hai cái kia. Em xin phép là ủa, cái này nó hơi khác cái của em nhỉ? Không phải. Tab đi vlog, anh bảo đi vlog, xin lỗi nhập cái vlog. Đây ạ, hai chữ Y đấy ạ. Đây, cái này. Rồi ạ. Anh tắt giúp em hai cái bên kia cho mọi người nhìn cho nó đẹp. Đấy, anh hai cái hai thành hai bên. Thì cho mọi người nhìn ảnh to, đẹp, rõ ràng hơn.
Rồi, một thành, hai thành. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái bức ảnh mà trước và sau thì nó cũng hơi ảo hơn rồi. Ít nhất là đầu tiên thì sẽ nhìn thấy là cái vùng sáng màu xanh đẹp hơn. Màu sắc mà trông nó vẻ trời rất là đẹp. Cái này anh không nhìn rõ lắm nhưng mà cảm giác là hơi bị bệt bởi vì là mình cũng không trên cái màn hình này nó không chưa chuẩn lắm. Để chúng ta phải nếu chê cái màn hình của Khoa Đông là làm chưa chuẩn lắm. Bởi vì nó đề nghị là Khoa Đông là ánh sáng ở trong phim trường ánh sáng ở trong chương quay của mình nó hơi bị hơi bị sáng nên là anh không nhìn rõ lắm nhưng mà hình như anh tăng sáng hơi bị bệt một xíu cũng không sao. Không sao, không sao. Tức là chúng ta nhìn qua thôi, chúng ta sẽ chỉ nhìn qua. Anh nhìn qua màn hình này là không chuẩn đâu vì màn hình nó hơi nhiều contrast ấy nhỉ. Không, như em nhìn qua là thấy cũng khá đấy, là nó cũng khác rồi, nghĩa là mình lưu giữ được lại bởi vì ống kính máy ảnh nó không như mắt người, nó không thể lưu giữ được tất cả những cái thông số sáng. Nếu mà mình muốn chi tiết hơn thì mình chỉ có chụp HDR để có nhiều cái biến độ sáng hơn. Chính xác. Thì ở trong trường hợp này thì nếu các bạn mà chưa biết về kỹ thuật HDR thì có thể xem lại sau lại video nhất là 360 có kỹ thuật HDR rồi. Tuy nhiên là đấy, như trường hợp chúng ta nhìn thấy là những bước chúng ta sẽ thống kê lại bước, đúng không ạ? Đầu tiên là anh sẽ kéo lại sáng ở những phần tối hơn, ví dụ như cái phần mà đồng cỏ ấy, đồng ruộng hay là em không nhìn rõ. Núi đây là thế này, bên trái này là đấy, thì kéo lại những cái phần đấy để tạo ra cái bức ảnh nó không bị mất chi tiết quá, đúng không ạ? Đúng rồi. Sau đấy là vẫn là chi tiết phần tối, sau đấy là phải chỉnh lại cái saturation một tí cho cái phần bão hòa màu ạ, để cho màu trời nó xanh hơn, đúng không ạ? Cuối cùng là giảm làm cho cái mặt trời nó đẹp hơn. Đấy, cuối cùng chỉ thế thôi. Một tí. Vâng, cơ bản thì vừa rồi là một cái nhỏ, có nhìn thấy mình, tức là để biết cái bức ảnh của chúng ta khi mà chỉnh ra thì nó sẽ không bị gọi là quá nhiều bước là mà khủng khiếp quá. Đúng rồi, với ảnh của anh thì nó không có cái gì nó quá khủng khiếp về cái khâu hậu kỳ cả. Nó chỉ cũng mình cố gắng làm sao để trau chuốt lúc mà mình chụp ấy, nó làm sao ra được thật là tốt. Có những bức ảnh anh bức ảnh của anh mà thành công nhất ấy là bức ảnh làm hương, thậm chí anh chỉnh rất là ít, hoặc là bức ảnh chăn vịt chẳng hạn, anh chụp rất là ít, anh chỉ tăng tướng phản một xíu thôi. Số bức ảnh làm hương cho các thầy nhìn này để mọi người xem, đúng không? Mọi người ở đây lại không hình như ở trong máy này không có hay sao nhỉ? Mà không, trong máy chắc không có bức ảnh làm hương này. Không sao để em thử xem ảnh làm hương. Chúng ta về ảnh làm hương của anh Việt thì chắc không vấn đề gì, chúng bấm lên cái là hiện ra ngay, có khi xuất chuẩn Tuấn Việt là ra ngay ảnh làm hương. Chắc là vậy. Một trong những gọi là bức ảnh mà gọi là thành công nhất của anh, đúng không ạ? Đúng rồi, đến bây giờ là thành công nhất chưa? Anh nghĩ là cái đấy là ảnh thành công nhất của anh đến thời điểm hiện tại. Thành công nhất, đúng không ạ? Đây, chúng em nhìn qua đã nhìn thấy ảnh làm hương rồi. Tuy nhiên là sẽ xem cái gì đấy nó... đây là có your shot trong National Geographic mà. Ra ngay. Tức là chúng ta nếu mà xuất chuẩn Tuấn Việt thì sẽ ra ngay anh profile của anh Trần Tuấn Việt trên Nugget. Rất là dễ tìm. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy... Rồi chúng ta xem lại màn hình iPad được không ạ? Xin lại màn hình iPad nhé. Rồi, đang pen lại rồi ạ. Được chưa ạ? Vâng, đây bức ảnh đầu tiên có phải do anh chọn ra không nhỉ? Đây là cover của anh. Đây là cái cover đấy. Đây là cover ảnh làm hương, đúng không ạ? Đấy. Ảnh này bắt đầu em nhìn thấy cái màu rất là đẹp. Bởi vì được một cái hay là nó rất là cùng một tông với nhau. Hồi đầu của bức ảnh này được up lên trang Canon Việt Nam thì mọi người có những bạn comment bảo là hình như ảnh ghép. Nhưng mà nếu ở sân chơi này thì ảnh ghép là rất là khó để được chấp nhận. Em cũng chưa biết là ghép như thế nào trong tình huống đấy. Bức ảnh này không biết là ghép kiểu gì. Cái ảnh này cũng chẳng ghép để làm gì cả. Em cũng không biết là sẽ ghép. Chắc là đúng rồi, chắc là bạn ấy sẽ nghĩ đến chuyện là sẽ gọi là bôi ra một loạt các bó hương xung quanh. Chắc sẽ ý bạn là như thế. Hoặc là bức ảnh chăn vịt này của anh thì cũng chẳng làm cái gì hết. Chỉ tăng contrast và điều chỉnh màu một xíu thôi. Dạ, nó cũng đẹp sẵn, đúng không ạ? Cái này mạng bên em nó hơi chậm một chút. Ở dưới đúng không ạ? Lốt chưa ạ? Không, ở trên chưa lốt được. Đây, bắt đầu nhìn thấy chăn vịt rồi. Đây là bức chăn vịt. Vâng, đấy thì em rất tò mò là bức ảnh này, mặc dù biết là anh chụp bằng cái gì rồi, nhưng mà em rất tò mò là không biết là khi mà cái đấy bay qua làn vịt nó có tán loạn lên không? Không, không. Cái này ở một cái góc cao mà những cái đàn vịt này nó không nghe thấy ấy. Không nghe thấy, và thậm chí cái ông chăn vịt này ông cũng không biết là mình chụp cơ. Thế ạ. Đấy, đây cũng là một trong những bức ảnh mà mình thấy rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Nó tạo hình cái nhìn cái bố cục nó rất là xoắn là, đúng không ạ? Kiểu Fibonacci. Đấy là một trong những cái em thấy là như này. Em thấy các anh mà học kiến trúc là chụp ảnh nó rất là kiểu hình học luôn đấy. Anh nghĩ là anh cũng hay chia sẻ là nhiếp ảnh với cả kiến trúc thì nó khá là tương đồng. Về bố cục, về đường nét, về màu sắc,
về mảng miếng, về hình khối, tất cả thì mình có thể sử dụng trong nhiếp ảnh được. À, trong nhiếp ảnh nó cũng tương tự thôi. Em cũng nghe bởi vì em cũng hay tham khảo với anh xem kiến trúc, các anh chụp kiến trúc thì đúng là kiểu khi xem ảnh của anh kiến trúc thì trông nó kiểu là như nào nhỉ? Rất là có mảng miếng, có đường nét luôn, tức là kiểu họ rất là chặt chẽ. Đấy, ví dụ cái ảnh này thì anh cũng chẳng có hậu kỳ gì lắm, chỉ crop một chút xíu cho nó chỉnh giữa tâm thôi, hình như cũng chỉ crop một tí thôi, còn tăng tướng phản một xíu và tăng màu sắc một xíu, bởi vì hôm đấy chơi tâm là điều quan trọng, bởi vì là đứng ở một cái đại cảnh như thế này thì rất là khó biết được ngay điểm giữa của mình là điểm nào. Anh đã cố cắn như thế, cố gắng rồi, đúng không? Cố cắn rồi, khó, khá là khó vì cái đấy thì rất là to, nó chỉ cần dịch một xíu là nó lệch. Mặc dù đây mấy cái đường nét này nó vẫn chưa phải là chính xác, mặc dù là cái cột điện nó ở giữa rồi. Dạ, đấy, chính xác. Thì nó là hậu kỳ, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Đấy, tức là chúng ta có thể biết là hôm nay mình cũng không hy vọng nhiều về phần tiết mục hậu kỳ này, bởi vì mình cũng nhìn ảnh là mình cũng đoán là không có nhiều cái tiết mục mà kiểu như là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng mà sẽ nhìn thấy là những cái bước cơ bản nó là cái điều tạo nên cái, tức là ví dụ như chúng ta có bức ảnh tốt rồi thì những điều cơ bản sẽ tăng cái tốt đó lên. Thật ra ở những cái sân chơi nước ngoài mà nó tôn trọng về cái tính thật trong bức ảnh ấy, tính về thực tế, về màu sắc, về ấy thì người ta càng can thiệp càng ít càng tốt. Nghĩa là về màu sắc, về tương phản làm sao, cái bước mà tự hậu kỳ ấy là chỉ để làm sao để làm cái bức ảnh nó trở lại gần thực tế về lúc mà mình nhìn thấy nhất thôi. Là correct màu hoặc là correct hình ảnh thôi, chứ không phải là bước để mình can thiệp gì vào. Đấy là tùy quy thể loại nhá. Có những cái thể loại thì mình có thể là blend màu hoặc cái gì đấy, làm sao để cho nó ra được cái hiệu quả, cái hiệu ứng mà mình mong muốn, chỉ thế thôi. Nghĩa là mỗi người một phong cách, anh thì phong cách rất là kiểu. Vâng, bởi vì em cũng nhìn Dark Game biết rồi, chắc là cái tiết mục hậu kỳ này sẽ làm vài cái chiêu rất là rất đơn giản, rất cơ bản, nhưng mà quan trọng nhất là em muốn nhìn cái tư duy khi mà làm thôi, tức là anh sẽ nhìn cái gì trước. Và em rất là muốn tham khảo, ví dụ như lúc đấy em có hỏi trước anh Việt là khi mà vào bước hậu kỳ là anh sẽ làm gì trước, thì là có rất nhiều người là có thể sẽ không phải crop trước. Đúng rồi, anh sẽ crop lại trước, bởi vì cái crop là cái quan trọng nhất để làm định hình được cái khung ảnh. Dạ. cái frame ảnh của mình nó như thế nào. Dạ. Thì cái đấy phải làm trước, sau đấy những cái khác, ví dụ contrast, ví dụ là ánh sáng, ví dụ như là tương phản, kéo lại cái này tất tật đều là điều chỉnh lại. Đấy là một trong những cái gọi là chia sẻ dành cho những người mà đang bắt đầu chụp ảnh, bởi vì rất nhiều bạn, mình biết rất nhiều bạn chụp ảnh là khi vừa chưa biết làm gì thì phải bấm ngay một cái preset nào đó để mà làm màu ảnh đã. Nhưng mà không, đối với những người chụp ảnh thì ban đầu tiên là khi mà bước chụp chúng ta phải cẩn thận đã, và sau đó khi mà đến với cái bước mà gọi là hậu kỳ thì chúng ta sẽ chỉ gọi là thừa hưởng cái thành quả. Đúng rồi, mọi người thì thường hay kiểu thích về ảnh làm sao màu sắc nó đẹp. Đúng rồi. Màu nó ảo, màu nó Hàn Quốc gì đấy chẳng hạn. Dùng preset thì rất là nhanh và rất là tiện. Dạ. Nhưng mà nếu mà chơi lâu rồi hoặc là ở trong một cái chương trong một thể loại ảnh nào đấy thì đôi khi là việc can thiệp đấy nó không nên. Dạ. Tùy thể loại thôi nhá. Dạ dạ. Có những thể loại thì càng màu sắc càng ấy thì càng hấp dẫn thôi, không sao cả, mỗi người một kiểu. Không, nhưng mà một trong những ý tưởng là khi mình nói chuyện là bởi vì trong này vẫn là trong phần gọi là chiêu của nhiếp ảnh gia, thì đấy chính là anh Việt chia sẻ đầu tiên là phải crop trước, đúng không ạ? Đúng rồi. Anh không nói về crop trước, mà cái quan trọng nhất là lúc làm sao mình chụp là mình phải chụp đúng, làm sao đúng sáng nhất, đúng kỹ thuật nhất. Không, đấy là cái vấn đề chụp rồi. Đúng rồi. Chụp rồi. Nhưng mà đấy là chiêu hậu kỳ thôi. Hậu kỳ thì mình cứ crop trước. Dạ. Xong rồi mình mới tính chỉnh những cái khác. Đấy, từ ban đầu là crop trước, nếu như bước ảnh vừa rồi là không phải crop luôn thì bắt đầu chỉnh được luôn được. Đúng rồi. Nhưng mà ý tưởng, em muốn hỏi một chút về ý tưởng, mà nói về ý tưởng hậu kỳ thì là anh sẽ nghĩ như thế nào về chuyện là hậu kỳ, là anh sẽ làm từng bước như thế nào? Em cũng chưa biết là khi mà mình làm hậu kỳ, anh sẽ suy nghĩ cái gì khi mà làm hậu kỳ đấy? Hậu kỳ thì mình trước tiên khi chọn ảnh ấy thì mình phải chọn những cái nào, ví dụ có thể là những cái bức ảnh mình chụp một series đấy thì mình sẽ phải chọn những cái ảnh nào nó có những cái chi tiết hay trước tiên. Được, chọn ảnh. Chọn ảnh. Lúc nào mà một cái bức ảnh có cái chi tiết, ví dụ như là đôi khi một cái bức ảnh mình phải chọn một bức có nhiều chi tiết hay chẳng hạn. Hoặc là thay vì bố cục chưa tốt thì mình chọn chi tiết hay. Hoặc là ngược lại, ví dụ thế. Sau đấy thì mình mới crop ảnh để làm sao để nó đúng cái ý của mình, nó có thể focus vào cái chi tiết đắt giá nhất trong khung hình.
cho nó vào những cái vị trí tỷ lệ vang hoặc là gì đấy chẳng hạn. Dạ. Hoặc là nó trung tâm hoặc là nó đúng theo cái ý định của mình. Sau đấy thì mình mới điều chỉnh lại cái màu sắc cho nó chuẩn. Màu sắc cho nó chuẩn. Sau đấy thì sáng tối màu sắc rồi tướng phản tất cả mình điều chỉnh sau. Về phong cảnh thì mình thường là phải chỉnh cái profile cho nó chuẩn chứ. Còn lại thì ở những cái thể loại khác ví dụ như là documentary của anh ấy, ảnh tư liệu hoặc là ảnh về đời thường hoặc là những ảnh về street chẳng hạn thì mình can thiệp rất là ít. Can thiệp rất ít về hậu kỳ. Đấy thì là một trong những cái vấn đề đầu tiên là chọn ảnh này, còn thứ hai là crop ảnh làm sao cho phù hợp này, cho chọn trước là sáng tối. Em quan trọng anh nghĩ là do khi mà nhìn cái ảnh của anh thì nó không có nhiều sự điều chỉnh lắm nên là chắc là đề cao tính thật của sự việc hơn. Em không biết là cái chuyện là về làm màu sắc ấy, hỏi một chút về màu sắc ấy. Anh thích cái chuyện là màu sắc nó phải như thế nào trong ảnh của anh? Anh khá thích cái bộ màu phim ví dụ là monochrome. Kodak Chrome. Dạ. Kodak Chrome là một cái bộ màu rất là đẹp. Anh rất là thích những cái màu vintage. Nhưng mà anh cũng ngoài những cái màu thực tế ra nhá, thì anh thích màu vintage chắc. Tức là cái em muốn hỏi chút là trong cái ảnh mà nát gheo của mình thì mình có áp dụng cái bộ màu đấy không hay là mình chỉ chỉnh thôi? Mình thoải mái, mình có thể chọn được, mình có thể chọn màu được làm sao để ra bức ảnh. Và cái quan trọng là cuối cùng cái bức ảnh nói về cái gì. Dạ. Nói về cái gì thì mới quan trọng nhất ở trên National Graphic. Chứ không phải là màu sắc thế nào, không phải là cái gì mà quan trọng là cái ảnh nói về cái gì. Không, ý em hỏi là hỏi về cái chuyện là khi mà lên nát gheo thì anh sẽ thích là... ở National Geographic ấy, ở nát gheo ấy thì anh thường là anh tính chỉnh rất là ít, tức là anh sẽ thiên về thật nhiều hơn. Thiên về ảnh tức là ít nhất là mình điều chỉnh về thật chứ không phải là tạo ra một cái mong mình thích. Đúng rồi, hẳn hơn, đúng rồi. Tức là bởi vì em luôn biết là có cái hai cái thái cực, một cái là mình thích cái màu như thế và một cái là khi mình đi gọi là nói vui là săn giải đấy thì nó sẽ phải hơi khác. Anh cũng không phải là người hay săn giải. Em nói vui là thế thôi, săn giải thôi. Tức là kiểu như là bởi vì đến bây giờ thì rất nhiều người biết anh Việt là kiểu như gọi là nói vui thì là chùm nát gheo, rất nhiều ảnh nát gheo rồi thì gọi là vui. Anh nghĩ là cái sân chơi này nó khá phù hợp với anh thế thôi. Phù hợp thôi. Thì mình rất là may mắn được ban biên tập cũng như là người chơi ở đấy họ đánh giá. Chúng ta chắc là sẽ phải ngó qua một tí xem xem có khán giả nói chuyện gì về anh Việt đúng không ạ? Xem. Dạ. Ui dồi, nhiều quá. Chết rồi, khán giả nói nhiều quá. Em sẽ phải rồi em sẽ khoảng một chút. À đây. Cái này chắc là hợp với anh này. Bởi vì em biết là anh làm ở bên NFT rồi. Anh có thể chia sẻ về những bí quyết kiếm được tiền từ bức ảnh thể loại phong cảnh của anh được không? Phong cảnh nhé. Anh kiếm tiền từ phong cảnh chưa? Anh kiếm tiền từ phong cảnh chứ. Bí quyết là ảnh phải đẹp. Và câu hỏi đó, câu hỏi đó làm dễ quá. Đơn giản thôi. Tức là ảnh cứ phải đẹp thôi đúng không? Ảnh phải đẹp thế thôi. Đấy câu hỏi khó quá. Ảnh gì cũng thế, không cứ ảnh phong cảnh, nó phải đẹp thì nó sẽ kiếm được tiền. À vâng. Chứ là nói một câu mà nó chất luôn. Rồi, một người rất quen với anh tên là Võ Duy. Hỏi anh là anh có uống thuốc thực phẩm chức năng nào để chụp đẹp không? Ví dụ bổ mắt, bổ não gì đấy. Chào Duy. Tức là bây giờ chúng ta sẽ không quảng cáo với hãng thực phẩm nào nhưng mà anh có uống thuốc bổ não bổ mắt gì không? Anh có uống cái mà Duy hôm trước nhờ anh ấy mua ở nước ngoài về ấy. Xong rồi hỏi anh là anh có thức đơn hàng ngày của anh là gì, sao anh chụp ảnh đẹp thế? Toàn câu hỏi khó. Anh cũng ăn low carb thôi. À thế, cái đấy thì được. Okay. Rồi ạ. Anh Việt có thể cho em một vài tip chụp đời thường của anh không? Tip chụp đời thường á? Cái quan trọng là giao tiếp với cả người ta làm thế nào để làm sao để có những cái ảnh đời thường rất là khó chụp. Mình làm sao để giao tiếp để mà người ta hợp tác với mình. Dạ. Hoặc là cũng có thể là làm sao để người ta thấy thoải mái nhất, ví dụ như là cái ảnh hương chẳng hạn. Anh lúc mà anh đến thì mọi người rất là không cho chụp bởi vì họ tưởng nhà báo. Dạ. Bởi vì cái hương nó rất là làm chân hương này rất ô nhiễm, nhuộm đỏ rất ô nhiễm. Dạ. Thì họ không cho chụp. Thì mình cũng chỉ nói chuyện với họ để làm sao họ thấy mình là người chơi ảnh đơn thuần chứ không phải nhà báo. Sau đấy thì lúc mà họ bắt đầu lại công việc rồi thì mình chụp thôi. Trông hơi giống. Rồi ạ. Tiêu cự yêu thích của anh khi chụp đời thường là gì ạ? 24-70. 24-70, rồi ạ.
đây này, rồi mọi người comment cũng nhiều. À, có một bạn hỏi là anh có kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm chụp diễn viên múa không ạ? Bởi vì lúc ấy bạn ấy nhìn thì diễn viên múa. Thì bạn hỏi, bạn này bạn đang làm về, bởi vì bạn này, em biết bạn này, thì bạn đang làm cái phim tài liệu về múa, tức là bạn muốn hỏi anh. À, nghĩa là chụp trong sân khấu ấy, đúng không ạ? Chụp sân khấu thì trước tiên nếu mà một chụp một vở múa ấy, thì mình phải xem trước cái vở đấy nó thế nào. Xem trước ở bởi vì là thường cái vở múa đấy thì mọi người sẽ upload lên mạng rất là nhiều. Dạ. Mình phải xem trước và mình đoán được, mình biết được là khoảng nào là những cái khoảnh khắc đắt giá nhất để mình chụp. Còn nếu không là anh lần đầu chụp, anh chụp một đêm trong cái vở múa Giselle kia mà 3.000 file. Cũng thấy cũng không có gì là lạ lắm ấy. Em cũng hay như thế. 3.000 file thì mình không chắt lọc được, chắt lọc được khoảnh khắc, không capture được đúng cái khoảnh khắc thì sẽ về xóa mệt thôi. Thì mình phải xem trước, sau đấy mình biết được những cái khoảnh khắc nào là đắt giá. Rồi như thế thì mình mới lựa chọn được. Tất nhiên là ngoài thiết bị về lựa chọn thiết bị cho nó chuẩn một tí, ví dụ như là chụp ở nhà hát lớn Hà Nội chẳng hạn, mình đứng ở dưới thì mình chỉ có dùng 70-200. Không có cái gì khác. Rồi. Em muốn hỏi một tí, nếu mà không được xem trước thì chỉ có cách là mua vé lần hai thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà bạn nếu đấy tiếp chung sân khấu là múa hay gì đấy, là nếu mà có thể xem trước thì tốt, nếu không thì xác định là mua hai vé làm hai lần để chụp ảnh đẹp hơn. Đúng rồi. Rồi ạ. Có bạn hỏi là lúc anh có ảnh chụp bằng 70-200 phong cảnh nào này, trong cái bộ này? Có cả chụp Đông Châu, siêu trăng. À rồi, mình xin lại ảnh iPad để demo cho bạn ấy, bởi bạn hỏi là chụp ảnh phong cảnh bằng 70-200 như thế nào. Đúng bài luôn. Rồi, cho xin lại cái ảnh đấy ạ. Siêu trăng Đồng Châu. Rồi, đây là cho bạn biết đây là chính là bức ảnh đó ấy. Đấy, siêu trăng Đồng Châu chụp bằng 70-200. Lý do là bởi vì như thế nào? Lý do là sao? Lý do là cái tiêu cự nó phù hợp thôi. Nghĩa là chụp về phong cảnh thì 70-200 thì nó thường mọi người sẽ ít dùng. Nhưng mà nếu mà những cái đại cảnh như thế này lại muốn mặt trăng là to chẳng hạn. Đấy. Thì mình phải sử dụng 70-200, thậm chí là phải sử dụng cả converter nữa. Dạ. Để làm sao để cho mặt trăng là to hơn. Dạ. Đấy, tùy tiêu cự. Vừa rồi cũng có ngay một bạn hỏi đấy là anh dùng tele khi chụp ảnh phong cảnh thì có lợi thế như thế nào đúng không ạ? Nhưng một trong những vừa rồi đấy chính là việc mà có cái hiệu ứng là cái to cái vật thể ra đúng không ạ? Có hiệu ứng nào đúng không ạ? Có lợi thế nào đúng không ạ? Lợi thế với 70-200 thì nó chỉ là cận cảnh lại với cả cái chủ thể mình muốn đặc tả thôi. Dạ. Rồi ạ, anh nghĩ thế nào về việc Việt Nam nghĩ nhiều rằng là ống kính 70-200 chỉ để chụp phông xóa tin thôi? thật ra là bởi vì là mình thấy là cái ống kính đấy mọi người sử dụng để chụp chân dung rất là tốt. Dạ. Và nếu mà chụp người mẫu, đặc biệt là các bạn gái thì rất là hiệu rất là đẹp, nó xóa phông rất là mịn. Nó làm cho cái chủ thể khá là nổi, rồi nó cũng có một cái sự nổi khối cũng khá là tốt. Dạ. Thì cái ống kính 70-200 nó chụp nó khá phù hợp, nó khá phù hợp với cái thể loại đấy. Chụp chân dung. Chụp chân dung. Còn xóa phông hay không xóa phông thì là do nhu cầu, do người chụp thôi. Dạ. Có những cái xóa thì tốt, có những cái xóa không tốt. Dạ. Sao là hôm nào phải làm cái khóa gọi là xóa phông đến đâu thì là vừa với anh Việt. Đúng rồi. Bởi vì ảnh của anh Việt thì như không gần như chẳng thấy xóa phông mấy. Cũng ít cũng hầu như toàn ảnh toàn thấy rõ lắm, không mờ tí nào. Chụp đời thường thì đa số là đều từ khẩu 5.6 trở lên. Đấy. Rồi, đấy. Ít kể 70-200 đúng không ạ? Kể cả 70-200. Dạ, khẩu khép rất là thấp. Rồi. Khá là thấp. Rồi, anh có một bạn hỏi là ưu điểm của 70-200 so với F4 là gì trong cùng điểm ánh sáng tốt? 70-200 F2.8 2.8 so với F4 là gì trong cùng điểm ánh sáng tốt? Anh nhớ không nhầm thì là có một cái nghiên cứu nào đấy là với một nửa khẩu nhỉ, 2.8 đến 4 là một khẩu hay nửa khẩu thì một khẩu cái lượng sáng vào nó sẽ nhiều hơn và làm cho cái mức độ trong trẻo của bức ảnh nó tốt hơn một xíu. Rồi, cái này cái mới em cũng không nghiên cứu về chuyện mức độ trong trẻo tăng theo ánh sáng. Rồi ạ, em nghĩ là với cái này thì theo em là so với chụp được ánh sáng tốt. Ánh sáng tốt à? Ánh sáng tốt thì tốc độ chụp được cao hơn một tí. Đúng rồi, nó sẽ nếu cần độ phải nhanh một tí thì... Nếu mà so F2.8 và F4 thì nếu tăng rất là nhiều, vì F2.8 F2 thì
về cái quang học của nó, cái chất lượng quang học thì nó tốt hơn rất là nhiều. Đúng nó rồi. Độ nét nó tốt hơn nhiều. Và với thậm chí độ nét rìa. Đấy. Trong đây là đấy các bạn mới hỏi là về khẩu thôi. Nhưng mà nếu mà riêng nói về IS nữa thì căng đấy, IS là tăng rất nhiều cái stop sáng để mình đúng chuyển rồi. Được về tốc độ tụt tốt hơn. Rồi ạ, có một câu hỏi là cho em hỏi là hình của anh có khung ảnh khá rộng mà có bố cục và màu sắc rất đẹp. Không biết anh có sắp đặt hiện trường không hay là canh góc chụp và chụp thôi. Có những thứ, ví dụ anh chụp rất là nhiều thể loại. Có những thứ, có những cái ảnh về concept luôn đấy. Về ảnh ý niệm ấy thì anh có sắp xếp dạ. Còn những cái ảnh về đời thường, ví dụ như là về ảnh hướng chẳng hạn thì anh không sắp xếp. Rồi, đấy là một trong những cái câu hỏi người biết. Nhiều người muốn biết là anh đấy. Có sắp xếp không? Ảnh hướng đấy rất là nhiều người hỏi là nó có sắp xếp không. Thì với cái khi lên tạp chí National Geographic được đăng lên tạp chí đấy ấy, thì anh phải làm, anh phải trả lời một cái câu hỏi, một cái bài rất là dài và anh phải gửi cho họ là cái quá trình để tạo ra bức ảnh đấy. Còn những bức trước, bức sau thì họ review xong họ mới cho đăng. À, tức là phải lên tập, để lên tạp chí đăng. Để lên tạp chí mình phải review chứ không phải là ấy. Dạ, nghĩa dạ. là mình phải họ hỏi luôn đấy là ai, bạn có quen không? Cái này là chụp là bạn dàn dựng hay là thực tế là như thế? Rồi tất cả những thông tin liên quan. Ví dụ gọi người mẫu là ở đâu hoặc là người trong ảnh là ai rồi tất tật tật mọi thứ liên quan đến có cái giấy phép gì không với người ta được. Đúng rồi, nếu yếu tố đấy. Nếu mà lộ mặt thì phải giấy phép, còn dạ. không lộ mặt thì không cần. Dạ. Nhưng mà họ để được lên được cái tạp chí đấy nó hỏi rất là nhiều. Dạ. Thì có những cái bức ảnh anh không can thiệp bất cứ điều gì, ví dụ như là ảnh chân vịt chẳng hạn, thậm chí là người chụp còn không biết. Người chụp không biết mình chụp cơ. Cái đấy em cũng hơi lăn tăn khi em nhìn ảnh đấy, là vì em thấy bảo là trông không biết tại sao làm vịt lại chạy theo vết tự nhiên đấy. Anh nó xoáy bởi vì là lúc đấy anh nhớ không nhầm là cái người chăn vịt ấy, người ta đi kê lại cục đá vào những cái vào cái tấm bạt dạ. ở bốn góc lại để giải thức ăn thế là cho vịt chạy. Thì ông cứ đi góc nào xong rồi ông quay sang góc kia thì đoạn vịt nó chạy theo. Nhưng mà mình chụp được cái ảnh rất là đẹp. Anh có một series ảnh với cái đấy. À thế là sao chọn? Đấy như anh nói là trước khi hậu kỳ là phải chọn được cái ảnh đúng rồi. Chi tiết đẹp. Các bạn phải chọn ảnh chi tiết đẹp. Nếu mà bạn vào Facebook của mình thì bạn sẽ biết luôn là ảnh chân vịt đấy mình up đến 3-4 cái. À. Cái nào cũng ấy, có một cái rất là hay là ông đang đừng cho vịt ăn và bọn nó quay quanh giống như một hình trái tim, hơi hồng hình trái tim. Đấy, nếu bởi vì rất nhiều người hỏi Facebook anh Việt thì nói luôn là các bạn cứ search Trần Tuấn Việt thì kiểu gì cũng ra. Nói chung là trông thấy ai mà nhiều follow chắc đúng. Vì bây giờ anh ấy nổi lắm rồi. Rồi ạ, có một câu hỏi là hơi kỹ thuật một tí, đấy là ưu điểm của bạn ấy muốn hỏi là tại sao anh lại chọn 7228 đời 2 chứ không phải đời 1. Tranh nhau cũng nhiều tiền. Thật ra thì mình quan trọng nhất là khi mà chụp ảnh thì cái chất lượng ảnh là cái quan trọng nhất của mình. Thì cái ống kính 200f 2.8 L2 thì nó cho ra cái chất lượng quang học nó tốt hơn, cái cho ra cái hình ảnh nó tốt hơn. Thế mình mới chọn cái đấy thôi. Cái thậm chí là cái chống rung của nó là được cải thiện rất là nhiều. Dạ. À đây em hỏi một chút rồi. Ôi giời, các bạn hỏi kinh quá. Khó là hỏi một cách kỹ thuật hơn rồi này. Là 7200 có hai chế độ lấy nét là 1.4 vô cực và 2.5 vô cực. Nếu mình chụp với khoảng cách 3m 5m thì khác nhau gì giữa hai chế độ? Đúng không? Anh có biết cái này anh có ai anh biết. Để em mô tả lại cho dễ nhìn. Anh biết. Anh nghe rồi. Cái này thì rồi có thể mọi người sẽ xem lại cái đây ạ, có thể cho cam nhìn thấy cái quả cận này. Khép khẩu một chút đây. Rồi. Đấy là chế độ lấy nét ở trên cái ống kính này. Cái chế độ lấy nét 1.2m đến vô cực và 2.5m vô cực thì nếu mà trong khoảng bao nhiêu mét nhỉ? 3m và 5m ạ. 3m và 5m thì cái này nó chỉ hỗ trợ về cái việc lấy nét thôi. Dạ. Ví dụ 1.2m đến 2.5m chẳng hạn thì cái chế độ từ 1.2 đến vô cực nó sẽ tốt hơn. Tức là chết rồi, anh em nghe chưa rõ. Ví dụ như là trong khoảng tiêu cự từ dạ. Trong khoảng tiêu cự khoảng cách từ mình đến vật thể, từ cái ống cỡ đầu kính đến vật thể là 1.2 đến 2.5m ấy. Dạ. Dưới 2.5m thì từ cái chế độ là 1.2 đến vô cực nó sẽ lấy nét tốt hơn. Dạ. Còn 2.5m đến vô cực thì nó ấy hơn. Ví dụ như là nếu mà bạn ở gần chẳng hạn, từ đây lại cái ghế kia chẳng hạn nó chỉ khoảng 1.5m chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mình chụp
mình sử dụng cái chế độ 2.5m đến vô cực thì mình sẽ không lấy nét được. Em nghĩ là không lấy nét được. cái này là hai cái chế độ để nó điều chỉnh cả cái những cái lớp thấu kính ở trong để phục vụ cho cái việc lấy nét. À, đây là một trong những cái yếu tố khá là kỹ thuật để mà biết thêm, đấy là bởi vì là chiếc ống kính này thì có hai chế độ lấy nét là 1.2 đến vô cực và 2.5, đúng không? 2.5 đến vô cực. Thì nếu bạn chụp ở ngoài khoảng cách 2.5 thì bạn nên dùng cái 2.5 đến vô cực, bởi vì nó sẽ lấy nét nhanh hơn, mà bởi vì cái vòng, tức là cái chu trình lấy nét của nó sẽ đi ngắn hơn là so với việc là đi về 1.2. Tất nhiên là bạn chụp 1.2 vẫn được, nhưng cái kia thì nó sẽ chính xác hơn và nhanh hơn. Đấy ạ. Rồi, câu hỏi là cho bạn Vũ Sơn. Theo anh thì chụp sân khấu và múa nên đóng băng chủ thể hay chụp tốc chậm hơn để diễn tả hành động sân vật? Tùy theo cái quan điểm của mình thôi. Thế ý là bạn hỏi theo anh ạ. Theo anh thì anh thích thế nào hơn? Chắc thế. Anh nghĩ là nếu mà để đặc tả về cái nếu mà để mình muốn tả về cái sự uyển chuyển ấy thì anh vẫn thiên về nhòe hơn, chụp chậm hơn để nó ra cái sự uyển chuyển. Nhưng mà có những cái động tác trong ví dụ trong ballet chẳng hạn, có những động tác thì mình phải đóng băng chủ thể thì nó mới ra được. Khi mà diễn viên múa ấy, căng nhất, cái động tác căng nhất là đẹp nhất, và động tác chân là đẹp nhất, là cái động tác mà gọi là tinh hoa của múa ballet. Thì mình phải đóng băng thì nó mới tốt. Nghĩa là nếu là anh thì anh thích cái nhòe hơn, nhưng mà tùy cái trường hợp. Dạ. Tùy cái trường hợp mình có những cái action, bởi vì là một bài múa không phải là một lần múa. Dạ. Mà là cả một bài, thì có những lúc là phải nhòe thì mới đẹp, có những lúc thì phải nét là mới đẹp. Đấy, thế là nếu để trong trường hợp múa, nhưng mà mình cũng có chia sẻ câu chuyện là nếu các bạn muốn học cách chụp mà kiểu hơi sân khấu một tí thôi, các bạn hoàn toàn thể ra sáng buổi sáng Hồ Gươm với các bà múa quạt, thì có những cái bài múa thì cũng có những cái bài, tức là có những động tác mà đến căng hết mỡ, đúng không ạ, hoặc là cái khi mà chuyển vào như thế nào, thì đấy cũng là một trong những bài tập nếu các bạn chưa vào sân khấu. Đúng rồi. Thì có thể học cách chụp về chuyển động trước đã, còn ánh sáng thì tính tiếp sau, trong sân khấu tính tiếp sau. Còn về bài múa nếu gọi là free đấy, không mất tiền gì nào, đi các hồ múa quạt rất là nhiều. Rồi ạ. Ui, bạn hỏi nhiều quá. Hỏi kiểu gọi là chắc không ai biết anh Việt lên, rất nhiều người hỏi. Rồi ạ, có một bạn hỏi, câu hỏi là như này: ảnh đời thường thì phải giao tiếp nhiều, nhưng với 7200 thì tiêu cự là khá là khó để giao tiếp. Thế thì làm thế nào để có ảnh đẹp? Ý bạn hỏi cũng hơi hỏi khó chứ. Thật ra thì cái không phải là giao tiếp để mà có ảnh đẹp, mà để giao tiếp làm sao để là mình biết được là cái lúc nào nó sẽ có những cái khung cảnh như thế. Ví dụ như là ảnh dây điện của mình chẳng hạn. Dạ. Ảnh cân bằng đấy thì là mình mới giao tiếp với cái chủ thợ, cái trụ, cái gọi là cái nhà thầu ấy, cái ông chủ thầu ấy. Dạ. Của cái đám thợ đấy, là mới hỏi là lúc nào thì họ làm nhiều nhất, chỉ thế thôi, chứ không phải là giao tiếp với những cái chủ thể mà được ở trên dạ, dạ. trên dây để mà ra được cái bức ảnh như thế. Nếu mà ảnh đời thường thì mình phải làm sao để mà mình ấy, còn có những cái ảnh đời thường không phải giao tiếp gì cả. Dạ. Không phải giao tiếp gì cả, ví dụ anh ảnh vịt đâu có cần giao tiếp gì. Dạ, tức là quan trọng là phải gọi là linh hoạt. Đúng rồi, linh hoạt. Lúc nào cần giao tiếp thì giao tiếp, mà lúc nào đúng rồi. Giao tiếp là mình làm sao để cho ví dụ họ hợp tác với mình chẳng hạn. Dạ. Họ không cản mình chụp, ví dụ như là ảnh chụp về hướng, hoặc là những cái anh đã từng va vấp rất là nhiều chuyện, ví dụ là người ta đòi đập máy chẳng hạn, cái đấy à. ai chụp đời thường đều em nghĩ thế, đều từng là vào các làng luôn, là đúng rồi, vào các làng, hoặc là chụp nhiều người chụp chân dung chẳng hạn, ở Sapa chẳng hạn, làm sao mà người ta toàn che mặt thôi, cho tiền đi chẳng hạn, kiểu đấy. Dạ. Thì cái cách mà mình nói chuyện với họ, mình nói chuyện với họ làm sao để họ thấy thân thiện, họ thấy hợp tác với mình để mà chụp thôi. Cái đấy là cái nghệ thuật giao tiếp của từng người. Em cũng nghĩ đấy là một trong những yếu tố mà rất là quan trọng để chụp ảnh nói chung. Tức là bởi vì là rất nhiều người em biết là họ chụp ảnh theo cách là họ không muốn có liên kết gì nhiều với cái đối tượng mà chụp, đã chụp và chụp thôi. Họ nghĩ ảnh là của mình, nhưng mà thật sự em nghĩ là không hẳn như thế. Đối với bản thân em nghĩ thì nó luôn luôn nên cần một cái sự liên kết với cái chủ thể mình. Đúng rồi, nhiều đúng hơn. Nó sẽ hay hơn, nó sẽ làm cho cái ảnh mình. Đôi khi là như kiểu hôm trước em gặp một cái ông lão, ông ấy có một cái bức tem ông được trưng bày ở đấy thôi. Nếu mình không giao tiếp với ông ấy thì mình sẽ không bao giờ biết câu chuyện của đúng ông ấy. Rồi, đúng rồi. Thế là ông lại nhờ mình chụp một cái bức ảnh là ông ấy, cái bộ tem của ông ấy. Thế đấy là một câu chuyện, những câu chuyện nhỏ, những câu chuyện nhỏ, chuyện đằng sau đấy nó mới hay. Nói chung là nó cái làm cái việc chụp ảnh của mình nó thú vị hơn, đúng nhiều rồi. Hơn. Tức là với chuyện là 7200 hay không thì nó không quan trọng, bằng cách là chúng ta có câu chuyện gì đấy với cái chủ thể, với cái câu chuyện chụp ảnh của chúng ta. Đúng rồi. Em nghĩ là
ảnh đẹp thì đúng là sẽ kích thích chúng ta chụp nhiều hơn, nhưng mà biết nhiều câu chuyện hơn thì sẽ làm cho cái đời sống mình phong phú và mình sẽ có nhiều cái cảm hứng để chụp ảnh hơn. Đấy thì một trong những cái yếu tố để chụp ảnh đời thường, chụp ảnh truyền thống văn hóa là mình có sự giao tiếp và mình tìm hiểu được rất là nhiều thứ, nhiều thông tin xung quanh cái chủ thể mình chụp. Cái đấy là quan trọng đúng không ạ? Làm cho chúng ta cảm thấy là em luôn luôn muốn tìm những câu chuyện và nghe biết nhiều hơn thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nhiều hơn và sẽ làm cho kiểu như là mình có nhiều cảm hứng chụp ảnh hơn. Ok, thế thì cái livestream nó cũng gần đến những phút cuối rồi. Quan trọng nhất cái phương án bây giờ là chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng. Và anh Việt vẫn sẽ là người được chọn người chiến thắng. Anh cứ kéo vào vài người là sẽ có cái người đấy. Thì cho xin lại câu hỏi đó. Mình nhắc lại câu hỏi đấy là nhiếp ảnh gia theo nhiếp ảnh gia chuẩn Việt thì anh ưa thích chụp thể loại nào nhất với ống kính Canon 70-200mm? Một là ảnh thể thao, A là ảnh thể thao, B là ảnh đời thường, C là ảnh sân khấu và D là ảnh chân dung. Rồi, và bây giờ anh công bố thể loại anh yêu thích nhất đi ạ, cho mọi người bất ngờ. Nữa là ảnh thể thao thì sao? Ảnh nào ạ? Tất nhiên là ảnh đời thường rồi. Rồi, ảnh đời thường tức là đáp án C là ảnh đời thường, không có gì B, sai. B. À B, xin lỗi, B. Bởi vì lúc em nhìn thấy ai cả trả lời C, em nhớ nhầm. Rồi anh có thể nhìn qua, anh có thể một vài người cũng nhiều đấy ạ. Ở đây là các bạn chụp ngoài thôi, em nhìn thấy lần trước mọi người chưa biết bỏ qua, lần này mọi người biết bỏ qua đông hẳn. Anh cứ nhìn ai mà tên hay là mặt đẹp cái là thì mình trao quà thôi. Đáp án B đúng không? Đáp án B. Rồi để anh nhìn qua. Không quan trọng thời gian đâu anh ạ, anh chỉ cần nhìn ai thấy hợp mắt là mình tặng quà thôi. Ok. Lần trước S trả lời S đưa quà hết rồi nhỉ? Dạ, bởi vì rất nhiều người hỏi là liên hệ với S ngay, bởi vì chắc là nghe thấy phần quà ngon quá nên là quay ra hỏi ngay. Nhưng mà chưa trả lời nên là mọi người cứ hỏi. Nhớ là này mình trả lời nhanh nhé. Ủa, anh có phải chọn người chiến thắng cũng rất là thịt. Anh cứ ai có thấy đáp án B phát là mình tặng quà thôi. Chưa thấy bạn nữ nào nhỉ? Có bạn nữ mà đúng không? Có nữ mà đúng không? Có nữ mà chết rồi. Nhiều quá. Anh nhầm. Anh nhầm. Có nữ mà em nhìn thấy nhiều nữ. Bởi cái túi này tặng nữ đẹp mà. Ừ. Đây, chúng ta xem lại cái túi một lần nữa. Đây, túi này. Khóa kéo rất đẹp, trông rất là vintage. Được rồi, anh đã nhìn thấy hết các phần các bạn trả lời chưa? Nhiều quá, chưa. Nên đấy, vấn đề nhiều mới khó. Rồi, anh bắt đầu đến đáp án nha, đúng không? Rồi, em biết là cái phần chọn này nó hơi khổ tâm một tí. Ảnh sân khấu, ai chọn ảnh sân khấu thì rất tiếc là bạn đã quay vào ô bất lượt. Hy vọng các bạn xem livestream lần sau. Đấy, cái chuyện là tặng quà nó khá nan giải nha. Rất nhiều người muốn quà. Anh nếu có nhìn thấy bạn Nguyễn Minh Ngọc, bạn ấy xin trả lời thì anh định tặng quà đấy. Bạn Nguyễn Phương không giấu này. Nguyễn Phương không giấu đúng không ạ? Đúng. Chúc mừng bạn Nguyễn Phương không giấu. Nhớ S, nhớ ghi vào. Cẩn thận nhầm một bạn Nguyễn Phương. Một người đây à? Ba người à? Ở đây có bạn Nguyễn Phương có giấu đấy mà phải nói bạn Nguyễn Phương không giấu. Có bạn Nhật Quỳnh này. Nhật Quỳnh. Rồi, Nhật Quỳnh. Bạn Nguyễn Phương không giấu và bạn Nhật Quỳnh có giấu ạ? Có giấu đúng không? Nhật Quỳnh có giấu. Rồi, em nhớ ghi nhá. Rồi, còn một người cuối cùng. Người nhận được món quà này. Xin nhắc lại là các bạn sẽ nhận được cả 3 phần quà nhé, gồm có một túi này, một dây đeo máy ảnh hàng độc này và một chiếc áo suit me if you can, các bạn nhìn thấy ở đây. Rồi, nói chung là ra đường. An nữa. An ạ. Ok. Nghe An nghe như là diễn viên ấy nhỉ? À không phải, rồi bạn An đúng không ạ? Đấy, bạn ấy nói là em trả lời thứ hai cơ mà. Rồi. Ui, ở đây có bạn Thảo nào anh được tặng bạn này bởi vì bạn này đọc cái nickname anh ra mà. Đâu? Anh Vịt đấy ạ. Anh nhìn thấy không? Đấy. Rồi, mình thấy bạn ấy comment rất nhiệt tình. Đúng rồi, bạn ấy tương tác rất nhiệt tình. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa, gồm có bạn Nguyễn Phương không giấu, bạn An và bạn Nhật Quỳnh. Là chúc mừng ba bạn đã có phần quà ngày hôm nay. Tức là ngoài việc được xem anh Việt xuất hiện trên sóng của Ngày 360 Live, tiếp theo là được nhìn thấy nghe anh kể chuyện những bức ảnh của anh, đặc biệt là mình rất ấn tượng câu chuyện là 70-200 phải giao tiếp. Thì đừng nhận được quà nữa, thì chúc mừng các bạn đã được quà và chúc các bạn chưa được quà có thể theo dõi lần sau, được không ạ? Vâng, thế thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream đến tận giờ này. Livestream lần nào đầu tiên thì nói là khoảng 1 tiếng thôi, nhưng mà lần nào thì 1.5 tiếng mới kết thúc. Cảm ơn anh Việt rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Canon và cảm ơn
Đó là nếu mọi người ăn đến được nhắc đến. Rồi, thế thì xin hẹn mọi người gặp mọi người vào thứ hai à thứ sáu tuần tiếp theo nữa chứ không phải tuần này, tuần tiếp. À. Bởi vì cứ hai tuần mới có một lần. Thế hy vọng lần sau anh Hiền và anh Việt cũng lên ngồi xem cho vui nhé. Ok em. Rồi ạ, ok xin chào mọi người. Hẹn gặp lại lần sau.